Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 101: Dùng roi hung tận rút. Thô thô xem xét không nghĩ tới những người này cùng tôi hiểu nhu không sai biệt lắm từng cái gầy trơ cả xương đen như bao công liền thân hình hơi mập vương nhã tình bây giờ cũng gầy thành một cây cây gậy trúc hai mắt vô thần không có một cái có tinh khí thần không cần đoán xem xét những người này ở đây lưu vong trên đường liền không ít bị tội lại hướng một bên nhìn lại đứng mấy cái giải sai trong đó có hai người tôi hiểu đường tương đối nhìn quen mắt chính là ngày đó nàng cùng lục ngạc mua bún xào thời điểm nhìn thấy. Lúc trước dạ thiên ly đề cập với nàng cùng quản tuyết thời điểm, tô hiểu đường còn tưởng rằng hai cái này giải sai là áp giải bọn hắn. Ai ngờ không phải. Sao nàng liền không có lại chú ý việc này? Không nghĩ tới hai cái này giải sai đúng là áp giải tam phòng. Đương nhiên, giải sai tam phòng giải sai trừ hai người bọn hắn, còn có hai người khác. Tôn Lan Trung, ngươi đem những cái này thảo dược tôi thành nước nấu nấu. Nhìn những người này, tôi hiểu đường tuyệt không chào hỏi, mà là trước phân phó tôn đại quan một câu, sau đó đem lũ sói con buông xuống. Bị buông ra lũ sói con không lên tiếng không gọi, liền vây quanh ở tô hiểu đường bên chân. Gặp qua tam thúc. Đợi cho tôn đại quan lấy đi thảo dược về sau, tô hiểu đường hướng phía tô hạo thi lễ, mà tô hạo phản ứng lại hơi chút chậm chạp ngước mắt nhìn về phía nàng có chút hướng nàng nhẹ gật đầu xem như về lễ trong lúc nhất thời quanh mình bầu không khí có chút xấu hổ mấy người các ngươi kém nên được thật đúng là không sai vậy mà thả người ra ngoài cái này tâm thật đúng là lớn a viên thượng mang theo người gặp được đồng dạng bị lưu vong đội ngũ lúc nhìn qua bọn hắn đội ngũ như vậy lười nhác trong lòng đã rất có phê bình kính đáo không nghĩ tới bọn hắn lại vẫn thả người ra ngoài. Thấy cảnh này, hắn nhịn không được nhìn về phía Diệp Lăng bọn người, trong mắt đều là trào phúng, trong lòng tràn đầy tính toán. Nếu là hắn đem việc này báo cáo, đến lúc đó cấp trên khẳng định sẽ nhớ hắn một công, như vậy ngày sau cũng liền không cần làm áp giải phạm nhân loại này tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Làm sao? Chột dạ rồi. Viên Thượng ngữ khí chanh chua nói Diệp Lăng bọn người, Diệp Lăng bốn người không có một cái phản ứng hắn, nhưng ai ngờ đúng là bọn họ không để ý, để Viên Thượng cảm thấy bọn hắn là sợ, không khỏi đắc chí lên. Thật sự là xử nhân nhiều tác quái. Tôi hiểu đường nhìn qua Viên Thượng đắc ý bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, mà nàng cảm thấy như vậy cũng như thế cười. Bản An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình cảnh bởi vì tiếng cười của nàng lộ ra phá lệ quỷ dị. Cười. Ngươi mẹ nàng cười cái gì, ngươi cái này tiểu kỹ nữ. Tô hiểu đường cười một tiếng, lập tức liền chọc giận viên thượng, viên thượng quay đầu hung tợn nhìn về phía nàng, đầy rẫy giữ tợn mắng lên. Vừa mắng, một bên co rút lấy trong tay hắn roi da. Lục ngạc. Tô hiểu đường bị mắng, lục ngạc nghe tiếng, lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng vừa mới động nàng liền bị tô hiểu đường cho gọi lại diệp lăng đem bọn hắn bốn cái trói lại cái gì hắn không nghe lầm chứ tiện nhân kia cũng dám phân phó bọn hắn giải sai còn vọng tưởng đem bọn hắn cho trói lại đơn giản ngươi các ngươi làm gì làm gì các ngươi có phải hay không điên cũng dám buộc chúng ta các ngươi Tô Hiểu Đường mới mở miệng, Diệp Lăng liền động, hắn khẽ động, hướng hải ba người đi theo động, rất nhanh liền đem viên thượng bốn người cho trói lại. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Đang bị trói thời điểm, viên thượng ngay tại phản kháng, kết quả hắn dãy dụa phản kháng tại Diệp Lăng đám người trong mắt liền giống như con kiến lay cây. Mà bây giờ bọn hắn bị trói sau khi đứng lên, viên thượng một mặt nổi giận, nhìn về phía Tô Hiểu Đường, mặt mũi tràn đầy hung ác hận không thể đem người cho ăn sống nuốt tươi. Nhu nhu, bọn hắn đoạn đường này là thế nào đối các ngươi, ngươi thật tốt cùng đường tỷ nói một chút. Vừa rồi viên thượng mới mở miệng, tô hiểu đường liền phát giác được bên người tô hiểu nhu dọa đến toàn thân đang rung, xem ra, nàng trên đường chịu không ít khổ. Hắn, bọn hắn đánh ta, dùng roi đánh. Nhìn qua bị trói lên viên thượng bốn người, một mực nắm chặt tô hiểu đường ống tay áo tô hiểu nhu liền cùng giống như nằm mơ. Cao hứng có, lo lắng có, kinh hoảng cũng có. Nhưng vừa đối đầu tô hiểu đường ánh mắt, nàng cũng không biết làm sao vậy, phản phất cái này ánh mắt có ma lực, để nàng cảm thấy an tâm. Chậm chậm thần, nàng run rẩy thanh âm, lúc này mới mở miệng. Vừa nói, một bên lột lên tay áo chỉ thấy kia yếu ớt không xương trên cánh tay tất cả đều là vết roi. Mới, cũ. Trên cánh tay đều như thế, chớ đừng nói chi là địa phương khác. Tốt. Rất tốt. Lúc đầu tôi hiểu đường còn muốn lưu viên thượng bọn người một mạng, mà bây giờ. Cũng không tất. Diệp lăng, đem bọn hắn bốn cái treo lên. Tôi hiểu đường ra lệnh một tiếng, rất nhanh viên thượng bốn người liền bị treo ở một bên trên cây, sâu khoảng cách, vừa vặn để bọn hắn trón mũi chân. Lục ngạc, đánh. Vâng. Lục ngạc vừa rồi liền nghĩ thu thập bọn họ, bây giờ được cơ hội, vung lên một đạo trường tiên liền hướng phía viên thượng trên thân rút đi. Cái này trường tiên là nhị cô nương đưa nàng, không phải sắc không phải một, vật liệu tên là thiết huyết dây leo, nhìn như nhu nhược nước chảy, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức hất lên, đầu roi liền sẽ bột phát ra gấp 10 lực, đánh vào người nháy mắt để da người mở thịt bông. Kỳ thật, da tróc thịt bông còn không tính, cái này thiết huyết dây leo còn có một dịu điểm, đó chính là chỉ cần da thịt dính vào dây leo da liền giống như dính vào tôi thành nước nước ớt nóng, khi cảm giác đau đớn để nhân sinh không bằng chết. Bởi vì ngay tại nỗi nóng, lục ngạc tuyệt không khống chế sức mạnh, mà là một roi tiếp lấy một roi hung tợn quất vào viên thượng trên thân. Viên thượng đau đến kêu lên thảm thiết, đầu hai tiếng thời điểm còn trách vang, ngay sau đó thanh âm liền chậm rãi giảm nhỏ. Đánh tới thứ năm roi thời điểm, hắn liền không chịu nổi, đầu hướng xuống một rơi, đúng là lật một cái liếc mắt ngất đi. Không còn dùng được đồ vật. Đánh năm roi liền bất tỉnh, cái này khiến lục ngạc có chút ngoài ý muốn, trước đó nàng quất qua người bên trong, số hắn nhất không trải qua đánh không phải không còn dùng được còn có thể là cái gì cô nương tha mạng a à, chúng ta sai chúng ta sai chúng ta không nên đối tô đại nhân bọn hắn xuống tay ngươi ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là giải sai là thay triều đình làm việc các ngươi nếu là dám đánh chúng ta chúng ta liền viên thượng một bộ sát bên hắn người nhìn thấy lục ngạc đem ánh mắt nhắm chuẩn hắn dọa đến toàn thân phát trung, mau nhận sai. Lại gặp nhận lầm không dùng được, lại bắt đầu chuyển ra thân phận của mình uy hiếp, nhìn qua hắn nhân ẩm ướt quần, lục ngạc hừ lạnh một tiếng. Các ngươi liền cáo chúng ta hình. Chẳng qua đáng tiếc, các ngươi nếu là muốn kiện hình, chỉ có thể đi diêm la điện đi cáo. Lục ngạc đi theo tô hiểu đường nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ hiểu tác phong làm việc của nàng, nàng là sẽ không lưu lại bốn người này nói nàng một roi tiếp lấy một roi vung đi một lát sau mấy người bọn họ liền không có âm thanh bọn hắn ai trước tỉnh liền rút ai vâng gặp bọn họ từng cái ngất đi lại không phải giả bất tỉnh tôi hiểu đường có chút thỏa mãn nhìn về phía lục ngạc thuận tiện phân phó một câu lục ngạc nghe tiếng trong đầu phấn chấn thật nhiều hồi lâu không có dạng này rút người bây giờ toàn thân trên dưới chua thoải mái vô cùng Đường đường, ngươi, các ngươi dạng này. Không, sẽ không chọc cho đến phiền phức A. Tại tô hiểu đường để dịp lăn buộc viên thượng bốn người bắt đầu, tô hạo vô thần hai mắt bên trong khôi phục một chút xíu sắc thái. Chương 102, roi giết giải sai. Một đường đi tới, bốn người này hung thần ác sát, đối bọn hắn không phải đánh thì mắng, cũng chính là mạng bọn họ lớn, chậm rãi chống đến hiện tại hiện nay bọn hắn chính là mang tội chi thân, nếu là việc này truyền đến kinh thành, chỉ tưởng tượng thôi, Tô Hạo đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Tam Thúc, tổ mẫu chẳng lẽ không cùng ngư sách Tô triết sự tình à, tại Túc Châu Thành thời điểm, hắn mang theo người lẫn trốn ra ngoài. Tô Hiểu Đường đã hỏi qua lục ngạc, Tô Hạo một đoàn người tại nàng trở về trước một khắc đồng hồ cùng bọn hắn chi đội ngũ này gặp phải. Tô Hạo cùng Tô Triết quan hệ luôn luôn rất tốt, Bây giờ trong đội ngũ không gặp Tô Triết thân ảnh, hắn tự nhiên sẽ hỏi Tô Triết tình huống. Một khắc đồng hồ thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng đầy đủ để Triệu Hoàng bội đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho hắn rõ ràng. Mà bây giờ nghe nói Tô Hạo như vậy hỏi, vậy đã nói rõ Triệu Hoàng bội căn bản cũng không có nói với hắn. Một khi nói, tại hắn biết được Túc Châu thành phát sinh sự tình sau liền sẽ không hỏi như vậy. Dù sao Tô Triết đều chạy bọn hắn còn sống được thật tốt, chơi chết mấy cái giải sai cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Cái này, Tô Triết, làm nữ nhi đề cập phụ thân của mình cũng dám gọi thẳng nó tính danh, Tô Hạo lập tức đen mặt, muốn phát tác lại bị một bên triệu hoàng bội một cái ngăn lại. Hiện tại Tô Hiểu Đường nhưng rất lợi hại, nàng cũng không cho nàng cái này tổ mẫu mặt mũi, làm sao có thể đem Tô Hạo cái này tam thúc để vào mắt nhìn nàng quốc giải sai hung ác bộ dáng ai dám trêu chọc nàng a à. bị triệu hoàng bội ngăn lại tô hạo rất nhanh liền từ trong miệng nàng nghe nói tô triết sự tình có người bên ngoài nghe triệu hoàng bội không dám thêm mắm thêm muối đại ca những năm này làm việc thật sự là càng ngày càng điên lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình cũng dám làm thật không sợ liên lụy toàn cái gia tộc phải bị xóa tên liên quan tới tô gia bị lưu vong một chuyện Tô Hạo chưa hề trách tội qua ai, dù sao thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng nghe nói Tô Triết không để ý toàn tộc an nguy ý đồ tạo phản cũng làm hại toàn cả gia tộc chết nhiều người như vậy, hắn tức giận đến cắn chặt răng, trong đầu nháy mắt không có đối với hắn nửa phần giữ gìn. Đại ca ngươi hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Mẹ, bây giờ chúng ta rơi vào kết cục như thế, ngươi còn để bảo toàn hắn đâu? Cái gì nhất thời hồ đồ, Ta nhìn hắn đây là bị quyền thế mê thất mắt, lúc ấy cũng chính là các ngươi may mắn ở đây, bằng không chết tất nhiên là các ngươi. Tô Triết vì tư lợi, Triệu Hoàng bội còn một lòng giữ gìn, từ nhỏ đến lớn, trong mắt của nàng vĩnh viễn chỉ có đại ca hắn. Được rồi, nương, việc này ngươi không cần nhắc lại, nhi tử cũng không nghĩ lại nghe. Càng nghe càng bực mình. Đường Đường, bây giờ ngươi đương gia, nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn đều là người của triều đình tiếp xuống ngươi là có ý nghĩ gì sao tại nghe xong triệu hoàng bội về sau tô hạo trong lòng nghĩ mà sợ may vừa rồi hắn bị ngăn lại bằng không cần phải hiểu lầm tô hiểu đường túc châu thành một chuyện về sau nàng đề nghị cùng tô triết phân rõ giới hạn một chuyện làm được rất tốt liền nên như thế miễn cho ngày sau tô triết liên lụy đến bọn hắn chỉ có điều một ngựa sự tình quy nhất mã sự tình Tô Triết chạy liền chạy, nhưng bọn hắn toàn gia còn muốn hảo hảo còn sống a. À. Tam thúc một mực bị áp giải trên đường, sợ là hiếm khi nghe nói bây giờ thời sự. Ngài cùng tộc trưởng có lẽ lâu không gặp, không bằng liền cùng tộc trưởng thật tốt tâm sự đi. Cũng tốt. Như tô hiểu đường nói, từ lúc biết được Thái tử đoạt đích thất bại, tô gia suy tàn, một đường lưu vong mà đến, chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn hoàn toàn không biết thời gian trôi qua lâu như vậy chắc hẳn hẳn là phát sinh rất nhiều hắn khó mà đoán đại sự bằng không lấy tô hiểu đường tác phong làm việc cũng sẽ không như vậy trắng trợn tô hạo đi tìm tô thành xuân tô hiểu đường để tô tin nhiều nóng một chút qua qua đầu tôn đại quan đem thảo dược nấu xong một bát tiếp lấy một bát bưng cho thụ gió rét người ăn vào lục ngạc một mực trông coi viên thượng bốn người một khi bọn hắn tỉnh lại trong tay nàng thiết huyết đằng tiên liền sẽ chào hỏi đi lên. Ăn từ từ. Tô hạo một đoàn người tại lưu vong trên đường hẳn là chịu không ít khổ, tô hiểu nhu cầm tới một cái oa oa đầu đều ăn ngấu nghiến. Những người khác cũng là đồng dạng. Các ngươi trên đường, bọn hắn liền không cho các ngươi đồ ăn sao. Nhìn cái này gầy. Tô hiểu nhu nhu thuận hiểu chuyện, mặt viễn thanh cũng rất yêu thương nàng, tại nàng ăn cái gì thời điểm mang tới thanh thủy cho nàng sát tay lau mặt, thuận tiện thanh lý vết thương cho nàng thoa lên thuốc trị thương. Bọn hắn, bọn hắn một ngày chỉ cấp chúng ta ăn một bữa, có lúc tâm tình không tốt còn không cho, liền mang tới nước gạo để chúng ta ăn. Lúc đầu chúng ta hết thảy mười mấy người đâu, hiện tại chết chỉ còn lại chúng ta, bảo quyến tỷ tỷ vì cho ta tỉnh cà lâm đều chết đói. Tô Hiểu Nhu gặm xong một cái bánh ngô, trên thân cũng có chút khí lực, Nghe nói Mạc Viễn Thanh hỏi, nhớ lại chuyện cũ, nàng liền rơi lên nước mắt, kể ra lên trên đường gặp phải. Hảo hài tử, chúng ta hiện tại gặp, chúng ta nhất định sẽ không lại để ngươi thụ ủy khuất. Bảo Quyến là cùng tại Tô Hiểu Nhu bên người nhất đẳng thị nữ, năm nay mới 18 tuổi, cùng đi Tô Hiểu Nhu cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu. Nàng chết, sợ là cho nàng đã kích rất lớn. Từng đường tỷ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Tô Hiểu Nhu nghe mà quyển thanh, ánh mắt rơi vào Tô Hiểu Đường trên mặt. Hồi lâu không gặp, đường tỷ làm việc càng phát ra mạnh mẽ vang dội, liền thâm tàn bất lộ lục ngạt tỷ tỷ đều lợi hại như vậy. Mẹ, ta nhìn chúng ta vẫn là tìm cơ hội cùng người Tô Gia tách ra đi, ngươi nhìn Tô Gia nhị cô nương nói giết người liền giết người, sớm tối đạt được sự tình. Càng đi bắt đi càng hoang vu, cũng càng nguy hiểm. Đi theo người Tô gia một khối nhiều như vậy người, ngay từ đầu thời điểm, Bạch Vũ còn cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay, sợ là muốn đưa tới tai họa. Nếu là người Tô gia mình chút họa cũng liền thôi, chớ có liên lụy bọn hắn. Người đã nghĩ như vậy, vậy liền tự mình đi cùng bọn hắn nói đi, ta muốn bọn hắn hẳn là cũng không muốn cùng chúng ta cùng đi. Tôi hiểu đường trừng trị viên thượng đám người thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn, nhưng những người này cũng xác thực đáng chết. Nếu là đổi lại là nàng, người khác dám động nàng quan tâm người, nàng sợ là sẽ phải chỉ có hơn chứ không kém. Ta đi. Nghe xong Quảng Tuyết nói như vậy, Bạch Vũ một đôi đôi mi thanh tú liền gục xuống, khóc tan lên một gương mặt, ta cũng không dám đi. Đã không dám, vậy liền trung thực đợi đem miệng của mình quản nghiêm thực chút, miễn cho trêu chọc không nên trêu chọc tai họa. Nhà. Miệng của nàng quản không chặt chẽ, nhưng những năm gần đây, nàng mặc dù có thể nói, cũng không có đưa tới cái gì tai họa a. À. Thật sự là quá buồn lo vô cớ. Chẳng qua Bạch Vũ mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là nổ lấy miệng, lên tiếng. Viên thượng bốn người chịu hai lần roi về sau, bọn hắn liền gọi không ra sau đó cũng không có kiên trì đến hừng đông, từng cái liền không có khí tức. Tô hiểu đường để lục ngạc ra tay độc ác, không có ý định lưu bọn hắn lại tính mạng, cho nên đối với bọn hắn chết, không có ảnh hưởng chút nào đến nàng nửa phần tâm tình. Về phần bọn hắn bốn người thi thể, tô hiểu đường cũng không có để người ngay tại chỗ vùi lấp, mà là trực tiếp ném vào trên núi. Nơi đây mới lan hổ báo đông đảo, những thi thể này đối với bọn chúng mà nói thế nhưng là tuyệt thế mỹ vị, đợi đến ngày mai, nói không chừng liền xương cốt đều không thừa nổi. Chương 103, không trang, tỷ là có tiền. Sáng sớm dậy, căng dặn Tôn đại quan nấu một chút thảo dược, ăn xong điểm tâm, bọn hắn liền tiếp tục lên đường. Mà thủ gió rét người mặc dù đều không có khỏi hẳn, nhưng trạng thái sau hôm qua muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua vì chiếu cố mọi người, một đoàn người tốc độ cũng không nhanh, tô hiểu đường để hướng hải cho quản tuyết ba người lỏng ra trói buộc, vừa đi vừa nghỉ. vốn nên hai ngày lộ trình, bọn hắn tiêu tốn ba ngày thời gian mới vừa tới tòa tiếp theo huyện thành. triệu huyện diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng bởi vì không có nhận tai loạn cùng tai họa ảnh hưởng, nơi này không khí hết thảy như trước. tiến huyện thành, tô hiểu đường thay đổi ngày xưa trên đường móc móc lục soát hành vi đi thẳng tới một cái khách sạn bao xuống còn lại gian phòng, để mọi người đi nghỉ ngơi, thuận tiện còn muốn nước tắm. Đường tỷ, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? À? Tôi hiểu đường tẩy một cái tắm nước nóng, toàn thân thoải mái, nhưng thấy thời gian còn sớm, nàng liền cùng lục ngạc dự định đi ra ngoài một chuyến. Vừa mở cửa phòng, các nàng liền đụng phải đến đây tìm nàng tô hiểu nhu, tô hiểu nhu tắm rửa, mặc trên người tô hiểu đường cho nàng cũ y phục chẳng qua tuy là cũ áo, nhưng cũng so với nàng trước đó kia thân rách rách rưới rưới y phục mạnh hơn. Chúng ta ra ngoài ngao du, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Ừm, tốt. Nghe nói muốn đi ra ngoài ngao du, tô hiểu nhu đương nhiên nguyện ý, lập tức mừng rỡ nhẹ gật đầu, tiến lên đeo ở tô hiểu đường cánh tay. Triệu huyện nhỏ, trong thành phố xá cũng không lớn. Chủ yếu đường cái chỉ có một đầu, nhưng trên đường bán sinh hoạt nhu yếu phẩm đều có tôi hiểu đường không có vội vã dùng tiền ngược lại đi vào bán gia súc nông súc thị trường dự định mua mấy chiếc xe ngựa viên thượng bốn người nàng đều đã chết dứt khoát cũng không còn trang bây giờ cách hắc thủy một vùng còn có gần hai ngàn dặm đường muốn đi sợ là muốn đi đến ngày tháng năm nào cô nương ta nhìn các ngươi ở đây đổi tới đổi lui là muốn mua cái gì a à? ngươi muốn mua cái gì liền nói với ta ta có thể giúp ngươi triệu huyện không giống kinh thành có chuyên môn chợ ngựa chỉ có nông súc thị trường nhưng nơi này mua bán ngựa chỉ có hai đầu nhìn kia hai đầu sắp tới tuổi già lão mã tôi hiểu đường quả thực đề không nổi nửa phần hứng thú không mua ngựa chỉ có con la cầm đầu chọn kết quả con la cũng liền bốn đầu sau khi nghe ngóng giá cả đúng là sao kinh thành còn muốn đắt mà lại kia lão bản đầy mắt đều là tính toán để tôi hiểu đường có chút không thích thế là ngay tại ngoặt vào một cái nghi một lần nữa trở lại bán ngựa địa phương. Bán ngựa lão bản ngược lại là nhiệt tình, gặp nàng có mua nhu cầu, chủ động mở miệng hỏi thăm về tới. Nơi đây chỗ phương Bắc, lão bản rất có phương Bắc Nam tử khí khái, mới mở miệng thanh âm to, trung khí mười phần. Ta muốn mua ngựa. Nghe lão bản hỏi, tô hiểu đường cũng liền dừng lại trả lời một câu, chẳng qua không phải lão mã tốt nhất là nhất niên sinh trái phải ngựa sau cái này hai con ngựa cao hơn ra một chưởng so với chúng nó tráng ba phần còn muốn không có bệnh trầm kha bệnh cũ nếu có thể phối hợp một cổ rắn chắc toa xe vậy thì càng tốt yêu cầu còn rất cao giá cả cũng không thể quá đắt chí ít không thể cao hơn cái này hai con ngựa hai thành thú vị không chỉ có yêu cầu cao còn thật biết trả giá bây giờ như vậy một mép lanh lợi cô nương không nhiều mấu chốt là dáng dấp còn đẹp mắt như vậy ta biết một bằng hữu tại thành bắc mở một cái chuồng ngựa bên trong có là ngựa chỉ là bán ngựa lão bản nói hướng cô hiểu đường trước mặt đi đi nhỏ giọng tại bên người nàng nói thầm hai câu Khi chuồng ngựa đúng là quan phủ chẳng qua quan phủ không quan phủ chỉ cần có thể lấy ra đó chính là ngựa tốt nếu là như vậy Ta nhìn chúng ta cuộc làm ăn này là không làm được. Nghe bán mã lão bản, tôi hiểu đường một mặt khó xử. Vì sao? Hắn không phải nói, chỉ cần nàng muốn, có thế một lần tính thanh toán bạc, lại khó, hắn cũng cho nàng lấy ra một thất. Về phần toa xe càng dễ bàn hơn, hắn chu dương tại triệu huyện trà trộn nhiều năm, thế nhưng là trong thành nhận biết không ít người. Bởi vì ta muốn xe ngựa có chút nhiều, chí ít 10 chiếc. Đội ngũ của bọn hắn đã 40 người, 4 người một chiếc xe, tăng thêm hành lý, còn có chút chen đâu? 10 chiếc. Nương Liệt. Chu Dương mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trước mắt cô nương tướng mạo là duyên dáng, nhưng mặt không giống như là có tiền bộ dáng. Nhưng đầu năm nay rối loạn, kẻ có tiền quỷ tâm con mắt nhiều, nói không chừng là cố ý xuyên được như thế một mặt. Cô nương, ngươi muốn nhiều như vậy? vậy ngươi giao nổi bạc sao? Chỉ cần nàng có thế giao nổi bạc, như vậy 10 chiếc liền 10 chiếc, hắn Chu Dương chính là liều cái này không đáng tiền mệnh cũng cho nàng lấy ra. Đây là tụ bảo tiền trang ngân phiếu, ngươi xem một chút. Tụ bảo tiền trang khai biến toàn bộ Bắc Địa, bọn hắn triệu huyện cũng là có, Chu Dương tiếp xúc qua không ít nhà bọn hắn tiểu ngạch ngân phiếu, liếc mắt liền có thể phân biệt thật giả. Nhìn sang cái này 3.000 lượng ngân phiếu, Chu Dương một đôi mắt đều thẳng. "Cô nương, chúng ta tọa hạ nói chuyện." Có ngân phiếu, Chu Dương tranh thủ thời gian dẫn Tô Hiểu đường đi vào cách đó không xa một cái trà trước sạp ngồi xuống, cùng với nàng nói chuyện lên. Phía trước hai người nói vẫn còn thuận lợi, bao quát sau cùng định giá, chỉ là đến muốn hay không thanh toán tiền đặt cọc một chuyện bên trên, hai cái mỗi người mỗi ý. "Cô nương," Ngươi nói ngươi liền cái danh tự cũng không chịu cùng chu mổ lộ ra, còn muốn không giao tiền đặt cọc, dạng này ngươi làm sao để ta cho ngươi đi làm ngựa a, à, ngươi biết, việc này ta phải thừa nhận nguy hiểm rất lớn. Trước mắt cô nương, cái gì đều không muốn lộ ra, mới mở miệng liền phải 10 chiếc xe ngựa, như vậy hắn mở miệng muốn 300 lượng bạc tiền đặt cọc không quá phận đi. Vạn nhất hắn đến lúc đó đem ngựa cho lấy ra, nàng lại không muốn kia thụ khó xử không phải một mình hắn à. Ngươi tiếp nhận nguy hiểm, ta cũng phải tiếp nhận nguy hiểm. Ngươi nói ta giao tiền đặt cọc, vạn nhất ngươi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ta đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đã như vậy, vậy cái này cọc sinh ý không làm cũng được, dù sao ta cũng không phải nhất định phải mua xe ngựa. Chu Dương Quanh co lòng vòng nói hắn làm ra 10 con ngựa nhiều khó khăn, trên thực tế dựa vào nét mặt của hắn bên trong, tôi Hiểu Đường có thể nhìn ra được, đây đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó. Còn nữa, nếu là hắn thật không làm được, cũng không phải lôi kéo nàng ở đây cùng với nàng nói dốc lâu như vậy, đây không phải đang lãng phí thời gian à. Đêm nay chúng ta tại thành đông dưới khách sạn giường, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, nếu là trước đó chu lão bản có thể đem hàng đưa đến, đến lúc đó chúng ta liền một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta quyết không nuốt lời. Tô hiểu đường nói chuyện, người đã đứng lên, thấy thế, Chu Dương một mặt sốt ruột muốn giữ lại, còn chưa mở lời, Tô hiểu đường lần nữa mở miệng. Sau đó không cho Chu Dương há mồm cơ hội, nàng liền dẫn Tô hiểu nhu cùng lục ngạc cùng rời đi nơi này. Đừng tỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy, nhìn ngươi đem người kia cho hù phải sửng sốt một chút. Đi theo Tô hiểu đường ra tới, Tô hiểu nhu cũng coi là mở mang kiến thức. Liền vừa rồi kia cục diện, nếu là đổi lại là nàng, nàng khẳng định là không làm được. Liền ngươi nói ngọt. Hì hì. Bị Tô hiểu đường giận một câu, Tô hiểu nhu cười tươi như hoa, chẳng qua đường tỷ, ngươi ở đâu ra nhiều bạc như vậy? Nha. Ta không phải ý tứ này, ta nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi mua xe ngựa, sau khi trở về làm như thế nào cùng bọn hắn bàn giao a. Chương 104 ta làm việc không cần cùng người khác bàn giao bạc nơi nào đến không trọng yếu đường tỷ như thế có bản lĩnh giải sai cũng dám dết có bạc cũng bình thường chỉ là những người khác cũng không biết nàng có bạc vạn nhất hiện tại để ta tới quản gia không cần cùng bọn hắn bàn giao liền xem như ta mặc kệ nhà ngươi cảm thấy liền nhà ta tình huống này ta còn cần cùng bọn hắn bàn giao sao nàng cho bọn hắn bàn giao như vậy ai đến cho nàng bàn giao? Đường tỷ nếu là có một ngày ta có thế giống như ngươi liền tốt. Cũng thế. Đường tỷ lợi hại như vậy, không cần cho người khác bàn giao. tôi hiểu nhu nghe nàng, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, một đôi đáng yêu con ngươi giống con con thỏ nhỏ giống như nhìn chầm chầm tô hiểu đường. Đầy mắt đều là sùng bái. Ngươi năm nay còn nhỏ, chậm rãi học tập đi ngươi phải nhớ kỹ chỉ có tự thân cường đại mới có thể làm đến ta hôm nay như vậy ngắn ngủi hai ngày thời gian tôi hiểu nhu tại bên cạnh nàng trừ cả người gầy ba ba tại về thần thái ngược lại là khôi phục ngày xưa bộ dáng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tôi hiểu đường nhịn không được vào tay nhéo nhéo nàng năm nay mới 12 tuổi có nhiều thời gian chậm rãi học tập từng làm thỏa đáng xe ngựa sự tình tôi hiểu đường trong lòng mặc dù không chắc nhưng cũng không nóng nảy lớn không được bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước đợi đến kế tiếp phủ thành lại mua cũng không muộn đến lúc đó có tường ký nàng muốn bao nhiêu xe ngựa không có a à? các ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy trở về dựa theo đường cũ trở về trên đường tôi hiểu đường mua không ít đồ vật trong đó lấy vải vóc nhiều nhất ba người trong ngực trong tay tràn đầy đợi đến khách sạn vừa vặn đụng tới ngồi dưới lầu uống trà triệu hoàng bội triệu lệ quân bọn người các ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy a à? một đường đi tới tôi hiểu đường luôn miệng nói không có bạc làm hại bọn hắn bữa bữa gặm qua qua đầu bình thường muốn ăn cái bánh bao chay đều không có bây giờ các nàng ngược lại tốt đúng là mua nhiều như vậy vải vóc trở về nhìn vải vóc sợ là muốn làm quần áo mới đi tổ mẫu khối này vải mềm mại nhất Màu sắc cũng là ngươi thường ngày bên trong thích, liền để Tam Thúc Mẫu rảnh rỗi giúp ngươi cắt một kiện quần áo mùa đông đi. Đối mặt với Triệu Lệ quân chất vấn, tôi Hiểu Đường không để ý đến nàng, đem vật mua được hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lấy ra một tấm vải đưa cho Triệu Hoàng bội. "Tam Thúc Mẫu, khối này là cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không, ngươi nếu là không thích, trước tiên có thể chỉ mặt ngươi đến chọn." "Còn, còn có ta sao?" thấy tô hiểu đường không để ý tới nàng, còn muốn cho nàng cho triệu hoàng bội lão bất tử này may sim y triệu lệ quân tức giận đến hận không thể phiến tô hiểu đường hai bàn tay, nhưng còn chưa phát tác, chợt nghe tô hiểu đường cho nàng một tấm vải may sim y triệu lệ quân nháy mắt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ừm ngươi a à, ha ha cái này vải không sai là ta thích ai u lớn cháu gái a à, ngươi thật sự là có tâm Tôi hiểu đường mua vải không nhiều, Triệu Lệ Quân vốn cho rằng không có nàng, ai biết tôi hiểu đường lại cái thứ hai cho nàng. Lưu vong mấy tháng, cũng liền Tô Triết ở thời điểm, nàng xuyên qua hai lần quần áo mới, chỉ tiếc có kiện y phục còn rơi vào Túc Châu thành. Bây giờ lại có quần áo mới xuyên, mặc dù không phải thợ may, cần tự mình làm, cái kia cũng không thể so không có mạnh. Tộc trưởng, còn lại các ngươi chọn đi thấy triệu lệ quân cái này kiến thức hạn hẹp cao hứng đến dạng này tôi hiểu đường lật một cái liếc mắt ngược lại nhìn về phía tô thành xuân chúng ta lớn tuổi có y phục có thế khỏa thân là được vẫn là chính các ngươi xuyên đi cùng triệu lệ quân không giống tô thành xuân cũng không để ý những cái này chỉ cần bọn hắn những cái này làm vãn bối có tâm là được tộc trưởng chúng ta lần này mua phải không nhiều là bởi vì chúng ta cầm không được ngày mai có rảnh, ta lại đi mua một chút. Chẳng qua đến lúc đó chỉ mua vải thô, càng đi phía bắc càng lạnh, thuận tiện lại mua chút bông làm thành quần áo mùa đông chống lạnh. Cũng tốt. Cô hiểu đường một hơi này, không giống như là không có bạc dáng vẻ. Biết nàng bản lãnh lớn, trong tay có lẽ giấu có bạc, cô thành xuân do dự một chút, cũng liền tiếp nhận nàng phần này tâm ý. Ai? Cái này người còn không có nói bạc là từ đâu đến, nói thế nào đi thì đi a. À. Triệu lệ quân còn một mực đắm chìm trong trong tay vải vóc bên trên, trong nháy mắt, tô hiểu đường đã không thấy bóng dáng, thấy thế, nàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại, tô hiểu đường đã lên tới khách sạn lầu 2. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Nàng bạc từ đâu tới đây đều được, dù sao lại không có ngắn lấy ngươi nghe xong triệu lệ quân còn tại hô to nói lớn việc này một bên ngay tại chọn vải vóc tô triệt một mặt bất mãn nếu là lại đem tô hiểu đường cho làm phát bực đến lúc đó xui xẻo khẳng định là bọn hắn nói cũng đúng bị tô triệt khiển trách một câu triệu lệ quân trừng mắt liếc hắn một cái sau đó vừa cẩn thận phẩm phẩm hắn cảm thấy hắn nói đến có chút có lý còn nữa tô hiểu đường thế nhưng là kẻ hung hãn nhìn nàng phân phó cái kia ngày bình thường không lên tiếng, giết lên người đến lại cùng cái nữ ma đầu giống như lục ngạc giết chết viên thượng bốn người, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đều nghĩ mà sợ. Cho nên trêu chọc ai cũng đi, tuyệt đối không được đi trêu chọc tô hiểu đường, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không có người truy vấn tô hiểu đường tiền bạc sự tình, đêm đó trên bàn cơm của bọn họ liền thêm ra mấy đạo thịt cá, ngày bình thường gặm qua qua đầu cũng thay đổi thành nóng hổi bánh bao chay. Như thế một bàn tốt cơm, người đang ngồi từng cái đều ăn lệ nóng danh trồng, đến cuối cùng banh ra cái bụng. Mà nhìn bọn hắn dành ăn bộ dáng, nơi nào còn có tại tướng phủ lúc cao cao tại thường. Cái này người A, một loại hoàn cảnh một loại tính cách, có thể không quan tâm hơn thua ít càng thêm ít. Chu Dương hiệu suất làm việc không sai, hôm sau trời vừa sáng trời có chút sáng lên, hắn liền mang theo người gõ vang khách sạn Đại Môn. Tôi Hiểu Đường tiếp đãi hắn, đem hắn mang tới xe ngựa từng cái kiểm tra một lần, thấy ngựa đều dựa theo yêu cầu của nàng chọn, nàng cho bạc thời điểm cũng là sản khoái. Chu lão bản, vất vả ngươi. Cũng không phải vất vả, vì chuẩn bị cho ngươi cái này 10 chiếc xe ngựa, ta là nguyên một túc đều không có chập mắt, khắp nơi cầu gia gia cáo nải nải, lúc này mới vừa đem sự tình làm thành chẳng qua có thể vì cô nương làm việc, cũng coi là ta chu mổ vinh hạnh. Mười chiếc xe ngựa, hắn có thể từ đó rút thành chí ít 150 lượng, làm xuống cái này một một chân đủ hắn một nhà sinh hoạt không lo nhiều năm. Đã như vậy, vậy ngươi đi thông thả, ta sẽ không tiễn. Chu Dương là thật biết nói chuyện, một cái miệng ba, nếu không phải hắn quá mức tinh thông tính toán, tôi hiểu đường làm sao cũng sẽ sắp xếp người đem hắn cho chiêu tại dưới trướng có điều, đáng tiếc. Ai yêu, nhìn cái này ngựa dáng giúp thật là tinh thần, lớn cháu gái, thật là có ngươi, vậy mà có thế tại cái này địa phương nhỏ mua được tốt như vậy ngựa. Tô hiểu đường đem ngựa mua xuống, cho tô tin một tấm tờ đơn, để hắn mang theo người chiếu vào tờ đơn kể trên ra đồ vật mua. Bên này, tới gần điểm tâm thời điểm, đám người từng cái tỉnh lại, khi biết cổng ngừng xe ngựa là tô hiểu đường mua cả đám đều chạy đến cho thưởng thức một lần. Đúng vậy a, à, ta cũng không nghĩ tới triệu huyện nhỏ như vậy địa phương, làm sao lại có phẩm chất tốt như vậy ngựa. Ước chừng là có xe ngựa có thể ngồi, triệu lệ quân lại cùng biến thành người khác, không giống ngày xưa như vậy cay nghiệt, bắt lấy tô hiểu đường đập lên mông ngựa. Chương 105, tâm phòng bị người không thể không. Được rồi, tôi tin đi mua đồ vật, Chúng ta ăn xong điểm tâm dọn dẹp một chút liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Xe ngựa mua, cái khác trên đường cần dùng đến đồ vật cũng đều để Tô Tinh đi mua, bây giờ cũng không có người truy vấn Tô hiểu đường mua xe ngựa sử dụng tiền bạc lai lịch. Ăn dùng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, con đường sau đó trình, Tô hiểu đường tin tưởng sẽ so trước đó càng thêm thuận lợi. Mình đồ vật, tự mình động thủ thu thập, Tô Tinh ngươi chỉ cần chiếu cố tốt tộc trưởng chính là, cái khác không cần nhiều quản. Ăn xong điểm tâm chính là thu dọn đồ đạt khâu, mọi người thu thập mọi người hành lý, kết quả một ít người liền bắt đầu vên mặt hất hàm sai khiến địa sứ gọi lên người khác. Loại tình huống này trước đó tôi hiểu đường liền đã tại trong đội ngũ ngăn chặn, không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian công phu đúng là cho tàn lại cháy. A, à, tốt. Tôi tin ngược lại là nghe lời, Tôi hiểu đường một gọi hắn, hắn nhìn sang chỉ huy hắn tới triệu lệ quân cùng tam phòng vương thị, liền buông xuống trong tay công việc. Ta lặp lại lần nữa, tất cả mọi người nghe kỹ, trừ tộc trưởng bên ngoài, ngày sau ai sự tình đều muốn tự thân đi làm, không được tìm kiếm bất luận kẻ nào tới làm. Nếu ai tái phạm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhị cô nương nói đúng lắm, tôi hiểu đường lời vừa thốt ra. Kiều Hồng Liên cái thứ nhất phụ họa, liền hoắc tuệ nhàn cũng lên tiếng. Tô Tinh mang theo bàn chi người cũng nhao nhao ứng hòa. Về phần những người khác, bọn hắn tỏ thái độ không biểu lộ thái độ cũng không đáng kể, bây giờ bên cạnh bọn họ đã không có tôi tớ, muốn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, cũng phải nhìn xem có hay không cái năng lực kia. Được rồi, lên đường đi. Thu thập xong đồ vật, trên một chiếc xe phân phối đến 4 người, tăng thêm hành lý, cũng là ngồi thoải mái. 10 chiếc xe ngựa đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, tại triệu huyện Bách Tính nhìn chăm chú hướng Bắc hành chạy mà đi. tôi hiểu đường, Mạc Quyển Thanh, tôi hiểu như một chiếc xe ngựa, lục ngạc ở phía trước lái xe, xếp tại trong đội ngũ vị thứ hai, mà đi ở trước nhất thì là Diệp Lăng, Tống Minh Viễn, tô tinh cùng tộc trưởng Tô Thành Xuân. Diệp Huynh, Ngươi nói nhị cô nương nói lời là thật sao? Ra đến phát trước, tôi hiểu đường đem hắn cùng Diệp Lăng cùng với khác hai cái giải sai gọi vào trước mặt căng dặn một việc. Bởi vì việc này, từ lúc bọn hắn rời đi Triệu huyện về sau, trên đường đi kinh hồn bạc vía, ngồi ở một bên Diệp Lăng càng là nắm tay chụp tại trên chuôi đao. Tâm phòng bị người không thể không cẩn thận một chút chính là. Những cái này ngựa lai lịch không thể không khiến người cẩn thận hắn cũng coi là thấy qua việc đời nho nhỏ triệu huyện căn bản nuôi không ra tốt như vậy ngựa ừm trước kia tống minh viễn cùng diệp lăng chưa từng thấy qua nhưng cùng nhau đi tới đối với hắn năng lực cũng là đa số bội phục đã hắn cùng tô nhị cô nương đều nói như vậy vậy bọn hắn một mực làm theo là đủ chỗ này người là thật thiếu a à. ngồi ở trên xe ngựa tôi hiểu đường ánh mắt một mực rơi vào phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên bọn hắn là dọc theo quan đạo mà đi trước đó quan đạo nói thế nào cũng có thế song song thông qua hai chiếc xe ngựa mà bây giờ bọn hắn đi quan đạo chỉ có thể hơn một chiếc xe ngựa cái này cũng liền thôi liếc nhìn lại trên quan đạo cỏ dại rậm rạp người ít còn không phải chuyện tốt người không phải không thích nhất địa phương náo nhiệt cũng thế nàng đích xác thích người ít địa phương đợi đến hát thủy một vùng người càng ít đến lúc đó đóng mấy gian phòng nhỏ thật tốt hưởng thụ một chút lục ngạt tôi hiểu đường nghe nói Mạc quyển thanh nói như vậy tựa tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng cười cười lập tức sắc mặt đột biến hướng phía bên ngoài khẽ gọi một tiếng vâng làm sao rồi tôi hiểu đường sắc mặt lập tức nghiêm túc lên Mạc quyển thanh giật nảy mình Tranh thủ thời gian hỏi thăm một câu, một mặt lo âu nhìn về phía nàng. Có mấy cái không có mắt muốn kiếm chuyện, chẳng qua không cần lo lắng, lục ngạc một người liền có thể xử lý. Quả nhiên vẫn là đến. Vậy là tốt rồi. Có thể để cho lục ngạc một người giải quyết sự tình, nghĩ đến hẳn không phải là cái đại sự gì. Mặt quyển thanh thoáng thở dài một hơi, chú ý tình huống bên ngoài, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau đội ngũ bị chặn đường tại một mảnh chỗ trũng trong khe núi. Phía trước là 10 cái tay cầm các loại binh khí hất lên da hổ, da sói sơn phỉ, đi theo cầm đầu người bên cạnh, không phải là bán cho tô hiểu đường ngựa chu dương. Đem đồ vật cùng bạc toàn bộ lưu lại, tha các ngươi một mạng. Lão tử nói với các ngươi lời nói đâu, biết a? À. Cầm đầu sơn phỉ đầu lĩnh, ngay từ đầu liền không có đem tô hiểu đường một đoàn người đem thả ở trong mắt, thảnh thơi thảnh thơi cưỡi tại trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trước mắt đám người. Phản phất đang nhìn một bầy kiến hôi. Nhưng, trong nháy mắt, sơn phỉ đầu lĩnh đầu lâu không cánh mà bay, máu tươi dân trào như chú. Lục ngạc, lưu một người sống. Vâng. Một kiếm xuống dưới, trên thân kiếm, một giọt máu đều không có dính vào, lục ngạc liếc qua trong tay tuyệt thế bảo kiếm, giết chỉ còn lại chu dương một người cô nương là tiểu nhân có mắt không trồng mong rằng cô nương thả tiểu nhân một mạng tiểu nhân đời sau làm trâu làm ngựa một đám sơn phỉ trong chớp mắt chết hết sạch chu dương dọa đến nước tiểu ẩm ướt quần bị nhân cao mã đại diệp lăn một tay cho mang theo tới vừa đến tô hiểu đường bên người hắn liền sụi lơ trên mặt đất khóc cầu tô hiểu đường có thể tha hắn tính mạng hắn lần này xem như đá vào tấm sắt ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà lợi hại như vậy. Ta cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa, mau nói, bọn hắn rốt cuộc là ai, từ đâu tới đây. Mau nói. Tô hiểu đường đánh gãy Chu Dương, hỏi một câu. Gặp hắn một mặt sợ hãi rụt rè, còn muốn không mở miệng, Diệp Lăng nhấc chân hung tợn dẫm tại hắn trên tay, còn hung tợn ép ép. A. À. Ta nói, ta nói. Đau chết. Chu Dương kêu lên thảm thiết, không còn dám giấu giếm. Bọn hắn là Thanh Long trại người, còn có đây này, ta chỉ là cùng bọn hắn đánh phối hợp khắp nơi tại trong huyện thành gạt người. Ngựa của bọn hắn là từ đâu đến? Tôi hiểu đường muốn nghe cũng không phải những cái này, mà là những cái này ngựa nơi phát ra. Thanh Long trại cũng nuôi không ra dạng này ngựa tốt. Là, là bọn hắn ăn cướp một chi vận chuyển ngựa đội ngũ thu được 30 con ngựa. Diệp Lăng, phong bế miệng của hắn, đem hắn cột vào trên cây. Dọn dẹp một chút hiện trường, người mang theo đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước, ta cùng Lục Ngạc đi một chuyến. Không phải Tô Hiểu Đường muốn xen vào việc của người khác, mà là những cái này ngựa để nàng cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, cho nên nàng phải đi nhìn xem. Ta. À, tô Hiểu Đường nói muốn đi một chuyến, xem bộ dáng là muốn đi Thanh Long trại chủ thượng phân phó, để hắn đem người bảo vệ cẩn thận. Không cần. Một đám không ra gì tiểu lâu lâu, lục ngạc che hai mắt một kiếm giết một cái, đối nàng càng không có nửa phần uy hiếp. Tô hiểu đường đánh gãy dịp lăng lời muốn nói, quay đầu nhìn về phía mạc uyển thanh, còn chưa mở miệng, mạc uyển thanh lại hướng nàng khoát tay áo. Ngươi đi đi. Ân. Ừ. Trước kia gặp được việc này, mà Quyển Thanh khẳng định là muốn ngăn cản, liền xem như không ngăn trở, cũng sẽ căng dặn vài câu, nhưng tôi hiểu đường vạn vạn nghĩ không ra nàng sẽ như vậy dứt khoát thả nàng đi. Chương 106, ta cùng cố nhân đã nhiều năm không thấy. Đại bá nương, đường tỷ thật là lợi hại, đều biết bay đâu. Tôi hiểu đường đi, nhanh như chớp nhi liền không có thân ảnh, nhìn qua nàng để trống vị trí, tôi hiểu như một mặt mới lạ. Ngươi Đường Tỷ xa không chỉ lợi hại như vậy, nàng lợi hại nhiều chỗ đâu. Nữ Nhi lớn muốn làm chính mình sự tình, cùng nhau đi tới. Nét mặt của nàng, mặt uyển thanh không phải là không có nhìn ở trong mắt. Gặp nàng như vậy, nàng cái này làm mẫu thân trừ vui mừng, cũng nên đối nàng buông tay, trả lại nàng một mảnh tự do thiên không. Ta về sau cũng phải cùng Đường Tỷ đồng dạng lợi hại. Đường Tỷ biết bay, nàng cũng muốn học lấy bay ừm vậy ngươi liền hảo hảo nỗ lực a à. thanh long trại ở phương nào tôi hiểu đường cũng không biết nhưng điểm này cũng khó khăn không ngã nàng chu dương mười mấy người đạp mã đờ mờ mà đến dọc theo dấu vó ngựa dấu vết nàng một đường tìm kiếm tinh thần lực mở rộng hai khắc nhiều phút sau bọn hắn tìm đến thanh long trại trụ sở nơi này ở vào giữa sườn núi có hàng loạt rừng trúc có róc rách dòng suối còn có một tràng thác nước, ngược lại là một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Cô nương. Đi vào Thanh Long trại bên ngoài về sau, Lục Ngạc đang định đề nghị hai người chia binh hai đường, kết quả vừa mở miệng, Tô Hiểu Đường liền nhìn về phía nàng. Đi theo ta. Có tinh thần lực tại, không chi phí lúc phí sức đi thăm dò, Tô Hiểu Đường rất nhanh liền khóa chặt các nàng địa phương muốn đi. Nàng ở phía trước dẫn đường, Lục Ngạc ở phía sau đi theo. Cho dù là trong sơn trại có tuần sát đội ngũ, hai người cũng giống như quỷ mị tại giữa ban ngày giống như tiến vào chỗ không người. Chỉ chốc lát sau, hai người thông qua tầng tầng thủ vệ, mê choáng trấn giữ người, tiến vào sơn trại giam giữ người sơn động lồng giam. Xuyệt. Đều. Tiếng sơn động, lục ngạc ngay lập tức liền dựng thẳng lên ngón tay muốn để người ở bên trong không muốn gọi, vừa phát ra âm thanh, Phòng giam bên trong người từng cái đứng im bất động, cùng bị người thi triển định thân thuật đồng dạng. Sững sốt một chút, nước mắt nhìn về phía đi ở phía trước cô hiểu đường, trong lòng nàng hiểu rõ. Chỉ có điều nàng đi theo cô nương nhiều năm, gần như một tấc cũng không rời, vậy mà không biết cô nương vậy mà lại nhiều như vậy để nàng ra ngoài ý định tuyệt kỹ. Ngươi là trước kia Thanh Long trại cướp giật vận chuyển ngựa người. Một cái sơn trại phòng giam bên trong theo tôi hiểu đường biết bình thường sẽ không đóng áp nam nhân trừ cái đó ra nhìn những người này khí chất cũng cùng bình thường nam nhân không giống cho nên tôi hiểu đường kết luận bọn hắn chính là nhóm người kia các ngươi là ai quang sơn không nghĩ tới một ngày kia có thế tại phòng giam bên trong nhìn thấy hai nữ nhân còn không phải bị đám kia súc sinh áp giải tiến đến nữ nhân nhìn các nàng một thân trang phục cùng không gì sánh kịp khí chất Quang Sơn nhìn ra được các nàng cũng không phải là sơn trại người. đã không phải, các nàng là như thế nào đi vào nơi này? Chẳng lẽ là sơn trại bị diệt rồi? Chúng ta là trộn đạo tiến đến. Thấy một thân lôi thôi tóc rối bời nhìn không rõ lắm diện mạo nam nhân hướng mặt ngoài liếc nhìn, tôi hiểu đường liền đoán được hắn ý đồ. Mục đích đâu? Thật là lợi hại một cô nương. Tâm tư sắc bén như thế. Nam nhân mở miệng hỏi một chút, đánh thẳng trọng điểm, tôi hiểu đường cũng không có dấu giếm, trước tiên đem chu dương lừa nàng một chuyện giản lược nói một lần, những cái kia ngựa cũng không phải là cái gì chủng loại ngựa tốt, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ gặp qua ta một cố nhân có thể đem dạng này ngựa nuôi nấng như vậy béo tốt. Ta cùng cố nhân đã nhiều năm không thấy, cho nên, hóa ra là dạng này, chỉ tiếc, chúng ta mấy người chỉ là thế hệ vận chuyển những cái này ngựa mà thôi tiếp hàng thời điểm không gặp người thu hàng địa điểm cũng tại không người tiếp đãi địa phương cho nên cũng không biết quá nhiều nội tình thật sao ta không có lừa gạt cô nương lý do mà cô nương lợi hại như vậy hẳn là nhìn ra được ta tuyệt không nói láo hoàn toàn chính xác hắn đang nói chuyện thời điểm ngữ khí tại tinh thần lực cảm giác hạ cũng không có nửa phần chấn động vậy ngươi nhưng báo cho ta ngươi tiếp hàng thu hàng địa điểm ngươi nếu là thuận tiện lộ ra chúng ta cái này đem các ngươi đem thả ra tới ngươi đem chúng ta thả ra thì có ích lợi gì chúng ta đã ở chỗ này bị giam giữ hơn mấy tháng nhiệm vụ không có hoàn thành chúng ta một khi trở về liền sẽ bị bị giết chẳng qua là chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thôi làm sao lại bị giết cô nương chúng ta những người này mệnh nơi nào có những cái này ngựa đáng tiền nếu như các ngươi nguyện ý ngày sau có thể đi theo ta nguyện ý chúng ta nguyện ý trước mắt cô nương có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào thanh long trại lặng yên không một tiếng động để phòng giam bên trong người ngậm miệng lại năng lực nhất định siêu nhiên ngươi trả lời ngược lại là sảng khoái các ngươi đi theo ta nhưng là muốn đi theo ta đi trồng trồng trọt cũng được chúng ta đều là hộ nông dân nhà xuất thân trồng trọt tất nhiên sẽ không kéo cô nương chân sau. Chật chật. Cái này mông ngựa đập để tô hiểu đường một mặt im lặng, một bên lục ngạc cũng miếm môi một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Đã muốn cứu, tô hiểu đường đem tất cả mọi người cứu. Tạ ơn cô nương. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Tiểu nhân Quang sơn, bái kiến cô nương. Phòng giam bên trong người lục tục ngo ngoe đều đi ra, cả đám đều chạy đến tô hiểu đường cùng lục ngạt trước mặt khấu tạ được rồi các ngươi đều đứng lên đi trước tiên ở nơi này đợi ta đi đem trong sơn trại người cho xử lý một chút quang sơn nàng ghi lại chỉ có điều cái này trong lúc mấu chốt còn không có nhiều thời gian như vậy tra hỏi tốt nhất còn trước tiên đem người mang rời khỏi nơi này cô nương để để ta đi nghe nói tôi hiểu đường muốn đi xử lý thanh long trại sơn phỉ lục ngạc tự đề cử mình loại chuyện nhỏ nhặt này nào đáng nàng đến động thủ không cần ta đi loại sự tình này tôi hiểu đường hoàn toàn chính xác muốn giao cho lục ngạc tới làm chỉ là cái này sơn trại làm nhiều như vậy chuyện ác khẳng định có không ít tiền tài đã đến không đem bọn hắn đồ vật cho thu thập sạch sẽ chẳng phải là đến không tôi hiểu đường cho lục ngạc nháy mắt thời gian một cái nháy mắt, tôi hiểu đường liền không gặp bóng người. Trọng đạo đi vào trại bên trong, nàng trực tiếp xử lý thanh long trại gia chủ cùng một phần nhỏ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sơn vĩ. Giết không sai biệt lắm, hù đi những cái kia nhát can sợ phiền phức, nàng mau đem bảo tàng địa phương cho chạy khắp một lần. Nho nhỏ một cái sơn trại, người ở bên trong chẳng qua hơn 40 người, không nghĩ tới cướp đồ vật còn không ít lương thực nhiều đến 3 vạn cân, vàng bạc châu báu tăng thêm ngân phiếu cũng phải có vạn lượng nhiều. Có thể tưởng tượng bọn hắn tạo bao nhiêu sát nhiệt, cho nên bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Đi thôi. Xử lý tình huống phía trước, tôi hiểu đường cùng lục ngạc cưỡi ngựa cứu bên trong còn sót lại hai con ngựa, quan sơn cùng những cái kia bị bắt cóc đi lên nữ tử theo ở phía sau, đi bộ hướng dưới núi đi. A. À. Cứu người, quan sơn sáu người muốn đi theo tô hiểu đường đi mà còn lại tám nữ tử tô hiểu đường một người cho 50 lượng hoặc làm về nhà vòng vèo hoặc làm an trí phí ngay từ đầu thời điểm còn rất tốt kết quả đi tới đi tới bỗng nhiên trong đội ngũ vang lên một đạo chói tai tiếng kêu to tô hiểu đường còn tưởng rằng là làm sao vậy quay đầu nhìn lại đúng là một nữ tử tại đi đến cầu gỗ bên trên thời điểm từ trên cầu nhảy xuống Chương 107, thiên đao vạn quả cũng chết không có gì đáng tiếc. Dưới cầu chính là vực sâu vạn trường. Lần này, sợ là ông lấy tiền chết ý chí. Nhìn qua kia trên mặt đất còn sót lại ngân lượng, lục ngạc tim buồn buồn, có phần cảm giác khó chịu, những cái này bị trời đánh vương bát đảng. Thiên đao vạn quả cũng chết không có gì đáng tiếc. Những cô gái này đều là bị bắt cóc lên núi, xuất giá cũng tốt, chưa xuất giá cũng tốt, lần này xuống núi, nhân ngôn đáng sợ. Cũng khó trách vừa rồi nữ tử kia sẽ tìm chết. Ngăn lại nàng. Một nữ tử nhảy xuống cầu, quỷ dị bầu không khí rất nhanh truyền bá ra, mắt trần có thể thấy, lại có một cái muốn tìm cái chết. Lục Ngạc thấy thế, tranh thủ thời gian hô một tiếng, may mắn Quang Sơn phản ứng nhanh, đem nữ tử kia cho ngăn lại. "Thả ta ra, để ta đi chết." để ta đi chết. Như thế còn sống, ta còn mặt mũi nào về nhà thấy mình tướng công. Nhị cô nương. Tìm chết nữ tử bị chặn lại về sau, kêu khóc dằn co, tiếng khóc kia khiến người vô cùng cực kỳ bi ai. Thấy cảnh này, Lục Ngạt nhất thời mềm lòng. Nếu ai không muốn trở về nhà, liền lấy người đem các nàng thu xếp tiếng theo trang làm việc đi. Đều là người đáng thương nếu là nam tử còn có sức một mình nuôi sống mình, nữ tử, nếu như bị nhà chồng hoặc là cha mẹ mình ghét bỏ, vậy liền thật không có đường sống. Là nàng cân nhắc không chu toàn. Bằng không. Vâng. Đạt được tô hiểu đường cho phép, lục ngạc liền tiến lên đem sự tình cùng với các nàng nói chuyện, cuối cùng còn lại bảy người trừ một người muốn về nhà bên ngoài, sáu người đều quyết định rời đi nơi này. Đã như vậy, Lục Ngạc lúc này phóng xuất ra tín hiệu, tại đem muốn về nhà nữ tử tiễn xuống núi về sau, liền có người xuất hiện ở bên cạnh họ, đem các nàng mang đi đi. Vâng. Bởi vì xuất hiện là nữ tử, còn lại sáu người tuy có chút sợ hãi, cũng không có phản kháng. Còn nữa, nếu như các nàng là người xấu lời nói, ngay từ đầu thời điểm cũng sẽ không cho các nàng bạc không phải. Đa tạ hai vị cô nương ân cứu mạng ta chờ nhất định sẽ dốc hết cả đời hồi báo hai vị. Đi thôi. Ngược lại là một chút có ơn tất báo, không có ủng phí cứu, lục ngạc quét các nàng liếc mắt, hướng phía người tới khoát tay áo. Ăn trước ít đồ đi, ăn đồ vật mới có khí lực chạy về phía trước đường. Người tới mang theo mấy cái kia nữ tử đi, tô hiểu đường thấy thời gian đã qua hai canh giờ, cũng không có vội vã đuổi theo phía trước đội ngũ từ trong bao quần áo lấy ra nàng tại sơn trại đóng gói dê bò thịt cùng rượu, chia ăn cho đám người. Cô nương, chúng ta đi theo các ngươi thật là đi trồng sao. Trước mắt hai vị cô nương lợi hại như vậy, nhất là cái kia áo xanh váy, trước đó một phóng thích tín hiệu liền có người đến đây. Thấy thế nào đều không giống như là trồng trọt. Không nên hỏi không nên hỏi. Cô nương có thể thu lưu chúng ta đã xem như bảo đảm chúng ta mệnh, Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tra hỏi chính là một cái ngay tại gặm thịt dê tiểu tử, tiểu tử trẻ tuổi đối cái gì cũng tò mò, thế là liền cả gan hỏi một câu. Kết quả vừa hỏi xong, tô hiểu đường ánh mắt vừa quét tới, hắn liền bị một bên quan sơn cho răng dạy một câu. Tiểu tử cũng trách nghe hắn, lập tức liền cúi đầu ngậm miệng lại. Quan sơn nói không sai, chuyện không nên hỏi cũng không nên hỏi. Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong tốt đi đường. Cái này Quang Sơn không sai. Rất được tô hiểu đường trái tim. Chỉ tiếc không rõ lai lịch. Vâng. Nghe nói tô hiểu đường mở miệng, tiểu tử kia tại Quang Sơn chú mục dưới, tranh thủ thời gian hướng tô hiểu đường lên tiếng. Cô nương, ngươi nói Quang Sơn báo địa điểm sẽ là thật sao? Tô hiểu đường cùng lục ngạc không phải rất đói, ăn một chút các nàng liền no bụng. No bụng hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phím lên. Tin tức đều truyền đi, quản nó thật giả, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Chỉ có điều mấy người này nhưng phải thật tốt điều tra thêm. Cô nương yên tâm, vừa rồi tin tức đã cùng một chỗ thả ra, tin tưởng rất nhanh liền có thế ra được manh mối. Trong miệng nói tin tức không tốt ra, nhưng quan sơn bọn người chỉ cần tồn tại ở thế gian, lấy năng lực của bọn họ bây giờ muốn điều tra ra cũng không khó. Chỉ có điều cần thời gian mà thôi. Từng Ăn uống no đủ, quan sơn sáu người cũng có khí lực, đi theo tại tô hiểu đường, lục ngạc đằng sau một đường bước nhanh. Dọc theo quan đạo, một đường hướng bắc, vốn cho là bọn họ muốn đi hồi lâu, không nghĩ tới đi nửa canh giờ liền đuổi kịp phía trước đội ngũ. Không phải bọn hắn đi được có bao nhanh, mà là bọn hắn đường xuống núi là mặt khác một đầu, vừa vặn quan đạo ở đây rẽ một cái, bọn hắn xem như chép gần nói. Nhị cô nương, bọn hắn. Đem những cái kia ngựa giao cho bọn hắn, chúng ta hướng phía trước tiếp tục đi, phía trước không xa có một cái thị trấn, chúng ta đêm nay ngay tại thị trấn bên trên đặt chân. Vừa về đến, tô tinh liền theo dịp lăng tiến lên đón, nhìn qua tô hiểu đường mang về người, tô tinh ngẩn người. Ừm, thấy tôi hiểu đường không muốn nhiều lời tôi tin cũng không có hỏi nhiều cho những người này dắt tới sáu con ngựa những cái này ngựa là chém giết những cái kia sơn phỉ được đến nói có khéo hay không lúc ấy cưỡi ngựa sơn phỉ vừa vặn có sáu cái còn lại đều là đi bộ đi theo mà đến liên quan tới tôi hiểu đường mang về sáu cái nam nhân sự tình tất cả mọi người nhìn thấy chỉ có điều cũng không có người hỏi vừa rồi chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng đều nhìn thấy, bây giờ ai còn dám tại tô hiểu đường trước mặt bá bá A. Thật muốn chọc giận nàng, sợ là muốn sống không dài. Mẹ, ngươi có lời muốn hỏi ta. Sự tình một giải quyết, quan sơn bọn người đi theo đội ngũ, hai người phía trước, bốn người ở phía sau, cũng không biết bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn, lại đem lộ dẫn phải tốt như vậy. Xe ngựa không có trước đó sóc nảy, xe chạy tốc độ cũng nhanh hơn không ít, tô hiểu đường trở lại bọn hắn trên xe ngựa, vừa ngồi trong chốc lát, nàng liền cảm nhận được mặt quyển thanh cực nóng ánh mắt. Ngươi cùng lục ngạc đi về sau, ta xuống xe nhìn một chút những cái kia ngựa. Ngươi chính là cảm thấy bọn chúng. Đúng hay không? Ngay từ đầu thời điểm, Mạc Quyển Thanh coi là tô hiểu đường là lòng nhiệt tình, cảm thấy Thanh Long trại những cái kia sơn phỉ làm nhiều việc ác, muốn đem bọn hắn tận diệt, vĩnh trừ hậu hoạn kết quả nhìn những cái kia ngựa về sau nàng thay đổi ý nghĩ nương cũng cảm thấy là mạc quyển thanh không cần đem sự tình nói rõ ràng tôi hiểu đường liền có thể hiểu ý mà mạc quyển thanh cũng giống như thế ừm nương yên tâm ta đã để người đi thăm dò nếu thật sự là như thế nữ nhi nhất định sẽ không bỏ rơi ừm hai mẹ con nói lời đức quảng giống như là đang đánh bí hiểm tôi hiểu nhu ngồi ở một bên lông mày đều nhăn thành chữ xuyên nhưng biết các nàng là đang nói bí mật sự tình nàng cũng không có lắm miệng đến hỏi có một số việc không phải nàng cái tuổi này phải biết nàng chỉ cần học tập cho giỏi cố gắng còn sống liền tốt đường tỷ ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện chuyện gì ngươi nói cùng mạc quyển thanh trò chuyện xong các nàng hai người liền đều rơi vào trầm mặt, qua không biết bao lâu, Tô Hiểu Nhu ngồi xuống bên cạnh nàng, giật giật ống tay áo của nàng. Tô Hiểu Đường lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn qua nàng bộ dáng khả ái, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mà lại nụ cười. Ngươi có thể hay không cùng lục ngạc tỷ tỷ nói một tiếng, để nàng dạy một chút ta công phu. Ngay từ đầu nàng là muốn cho Tô Hiểu Đường giáo, nhưng lại tưởng tượng nàng mỗi ngày muốn vất vả rất nhiều chuyện, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác đổi thành lục ngạc. Chương 108, ngay cả mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được. Ngươi đã muốn học, vậy liền để lục ngạc dành thời gian dạy ngươi là được. Tô hiểu đường còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không nghĩ tới đúng là chút chuyện nhỏ như vậy. Chẳng qua nhìn tô hiểu nhu sợ cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, trái phải giáo hơn mấy chiêu cũng không uổng phí công phu gì. Quá tốt, tạ ơn đường tỷ. Đạt được Tô hiểu đường đồng ý, Tô hiểu như một tấm phơi tối đen mặt che kính nụ cười, lộ ra một hơi rõ ràng răng. Đáng yêu giống con mèo nhỏ meo. Chẳng qua con mèo nhỏ có chút gầy, còn phải thật tốt dưỡng dưỡng. Tới gần màn đêm, đội ngũ đến một tòa tiểu thành trấn. Thành trấn liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu, vốn nên đến giờ cơm thời điểm, trên đường trong quán ăn chỉ có chút ít mấy người công tử thật sự là ngượng ngùng chúng ta bếp sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không nhiều, chỉ đủ xào một bàn món ăn. Tại trên trấn một nhà duy nhất khách sạn dàn xếp xuống về sau, Tô Tinh sớm đi vào tiệm cơm đặt trước cơm, Tô Hiểu Đường có ý tứ là hiện tại ăn được uống tốt. Không có nghĩ rằng, trong quán ăn lại không nguyên liệu nấu ăn. Vậy liền chuẩn bị bên trên một bàn, còn lại một người hai bát tay lau kỹ tô mì, tô mì bên trong nhiều hơn thịt. Cái này dễ nói. Bọn hắn bếp sau chuẩn bị rau quả không nhiều, nhưng thịt vẫn có một ít, sáng nay thu thịt heo rừng còn thừa lại một khối lớn. Tô cô nương. Vừa đến khách sạn, tôi hiểu đường liền để khách sạn chuẩn bị bên trên nước nóng cho quan sơn bọn người, thuận tiện lại để cho tô tinh làm mấy bộ bọn hắn dự bị y phục. Tắm rửa xong, một chải vuốt, người mặc dù nhìn xem gầy chút, nhưng không nghĩ tới còn rất tinh thần. Ngươi năm nay mấy tuổi? Quan Sơn mang theo năm người khác tới gặp Tô Hiểu Đường, năm người khác cũng liền thôi, Quan Sơn bộ dáng ngược lại để Tô Hiểu Đường có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là hắn phải có chừng 50 tuổi, không nghĩ tới chân thực diện mạo, xa so với cái này trẻ tuổi được nhiều. Hồi lời của cô nương, ta năm nay 30 có hai. Ước chừng là bị giam lâu có chút trông có vẻ già thôi. Tô Hiểu Đường đột nhiên hỏi như vậy, quan sơn lập tức liền đoán được nàng chân thực ý đồ trong lúc nhất thời có chút lòng chua xót nghĩ hắn trước đây ít năm cũng coi là thôi hảo hán không đề cập tới năm đó dũng trân quý kim triều mới là là có chút trông có vẻ già chẳng qua ngày tháng sau đó còn rất dài có thế chậm rãi nuôi trở về từ ngày mai bắt đầu các ngươi sáu cái liền đi tìm tô tin hắn sẽ cho các ngươi thu xếp nhiệm vụ vâng. Càng đi bắt đi, ban đêm trời liền càng lạnh. Ở quán cơm ăn cơm tối trở về ngắn ngủi một đoạn đường, gió lạnh quyến cuồng, thổi đến tô hiểu đường bọn người quần áo lộn xộn. Một cái hát xì tiếp lấy một cái hát xì. Thẳng đến về khách sạn phòng bên trong, trên người các nàng mới có một tia ấm áp. Mẹ, còn chưa ngủ a à? Bởi vì khách sạn không lớn, bọn hắn người lại nhiều, trừ trong giữ xe ngựa người, ở tại người trong phòng chỉ có thể gạt ra. Tô hiểu đường cùng Mạc Viễn Thanh vụn trộn về không gian, thường má má cùng lục ngạc lưu tại bên ngoài phòng bên trong trấn giữ. Sắc trời đã tối, không gian bên trong cũng đi theo tiếng vào đêm tối. Dưới ánh nến, Mạc Viễn Thanh còn tại một châm một tuyến làm lấy áo bông. Ta nhìn trời như thế lạnh, liền nghĩ mau đem áo bông cho đuổi ra, dạng này chúng ta tùy thời lạnh tùy thời có thế mặc vào. Mẹ, bây giờ mới đầu tháng 8, còn không vội đi. Lại nói, không gian bên trong có không ít áo bông cùng áo khoác. Làm sao không vội, vạn nhất năm nay sớm lạnh nữa nha. Còn có, trước ngươi đều nói, chúng ta thời gian không thể trôi qua quá xa hoa lãng phí, ngươi quên rồi. Đi, ngươi trước tiên ngủ đi, Ta đem cái này hai con tay áo cho khâu bên trên liền ngủ. Không gian bên trong hoàn toàn chính xác có không ít áo bông cùng áo khoác, nhưng áo bông đều là dùng tơ lụa đặt cơ sở, trong kinh thành kỹ nghệ tốt nhất tú nương đẩy nhanh tốc độ ra tới, có giá trị không nhỏ. Nếu là xuyên ra ngoài, nhiều chói mắt A. À. Tốt A. À. Mạc quyển thanh cũng không sai, đầu tháng 8 ban đêm, gió đều lạnh như vậy hướng bắc đi khẳng định sẽ càng ngày càng lạnh. Gặp nàng chỉ còn lại hai con tay áo cần khâu lại, tô hiểu đường cũng không có cưỡng cầu, quay người về gian phòng của mình. Phượng Tảo Cung Mẫu hậu, ngài gọi nhi thần tới, nhưng có sự tình muốn bàn giao. Mới đăng cơ mấy tháng trước, nạn hạn hán, thủy tai, đại địa động, ngay sau đó trung nguyên đại chu trọng yếu nhất kho lúa không thu hoạch được một hạt nào. Những cái này đã để dạ thiên thần đêm không thể say giấc, ai có thể nghĩ tới ngay sau đó các nơi thế lực khởi sự, càng làm cho hắn sức đầu mẻ tráng. Ngắn mũi mấy ngày, cả người hắn gầy hốc hát đi, nhìn xem đều thoát tướng. Cho dù là như vậy, tiếp vào phượng tảo cung ý chỉ, hắn cũng không thể không trong trăm công ngàn việc dành thời gian tới một chuyến. Tô gia sự tình, ngươi thật không có ý định quản, mẫu hậu nghe nói đám người bọn họ bây giờ chính đại giao xếp đặt tiếng về hắc thủy như thế như vậy là hoàn toàn không có đưa ngươi ý chỉ đem thả ở trong lòng may mà trước kia ngươi đối nàng đủ kiểu giữ gìn bây giờ nhưng còn có cái gì muốn nói không đem thánh ý để ở trong lòng không phải đang đánh dạ thiên thần cái này làm hoàng thượng mặt à người khác có thể không để ý cảm thụ của hắn nhưng tôi hiểu đường lại là hắn hảo hữu chí giao không phải sao nếu là tôi hiểu đường trong đầu thật có hắn nên vì hắn khắp nơi suy nghĩ mới là mẫu hậu hiện tại cũng lúc nào ngài làm sao còn có tâm tư đi quan tâm những thứ này đường đường đã đối với ngài không thấu đáo bất cứ uy hiếp gì xem ở nhi thần trên mặt mũi liền tha nàng đi nhi thần ở đây phát thệ ngày sau tuyệt sẽ không lại đối nàng lên bất luận cái gì ý nghĩ xấu lúc trước để hắn cưới triệu yên nhiên hắn cưới đoạn thời gian trước để hắn chọn tú hắn cũng chọn hắn đường đường hoàng thượng cửu ngũ chí tôn bây giờ lại ngay cả nữ nhân mình thích đều bảo hộ không được cũng thật là thất bại ừm thật liên quan tới tô hiểu đường sự tình tiêu nhu trinh vốn cũng không xen vào nữa nhưng mà ai biết tô hiểu đường cũng dám công nhiên chém giết giải sai đây rõ ràng không đem hoàng quyền đem thả ở trong mắt như thế Nàng làm sao có thể dung hạ được nàng. Đem Dạ Thiên thần kêu đến, vốn là muốn nói ra điều kiện để hắn từ bỏ Tô Hiểu Đường, không có nghĩ rằng nàng còn cái gì đều chưa hề nói đâu, Dạ Thiên thần vậy mà chủ động mở miệng. Tô Hiểu Đường tại Dạ Thiên thần trong suy nghĩ chiếm hữu cái gì phân lượng, nàng cái này làm mẫu thân không phải không biết, cho nên. Đương nhiên là thật. Bây giờ yên nhiên có thai, trong cung phi tầng đã có hơn 10 vị sợ là nhi thần chịu chịu thiệt đường đường cũng không chịu mà hôm nay thiên hạ đại loạn nhi thần từng lập chí muốn làm một vị tốt hoàng đế ngày sau đương nhiên phải lấy quốc sự làm trọng đường đường trước kia liền từng nói qua nguyện phải một lòng người bây giờ hắn không chỉ có triệu yên nhiên còn có toàn cái hậu cung đã không xứng với nàng còn nữa bây giờ hai người cách xa nhau rất xa liền trước mắt thiên hạ tình thế bọn hắn như nghĩ gặp lại sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Kể từ đó, chờ bọn hắn gặp lại lúc, sợ là sớm đã phản phất giống như cách một thế hệ, làm gì chậm trễ lẫn nhau. Dạ thiên thần câu câu phế phủ, không giống như là đang nói giả, tiêu nhu trinh chăm chú nhìn lấy hắn, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Ngươi là một vị hoàng đế tốt, chỉ tiết trời không giả năm, để ngươi gặp được thiên tai nhân họa. Đây là phượng vũ lệnh nhưng điều đông nam năm vạn quân đội, ngươi lại cầm đi khẩn cấp đi. Mẫu hậu, cái này. Đông Nam năm vạn quân đội. Tiêu Nhu Trinh khi nào cùng Đông Nam có chút liên hệ. Dạ thiên thần một mặt ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Ngươi không cần hỏi nhiều, lại cầm đi đi. Lúc đầu ai gia là muốn cầm này lệnh cùng ngươi điều kiện trao đổi, không nghĩ tới. Chương 109, quả nhiên là nữ Bồ Tát A. Thần nhi, Ngươi phải nhớ kỹ, nương cuối cùng là mẹ ngươi, điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trên đời này, nào có vi nương sẽ không hướng về con trai mình. Tôi Hiểu Đường Tuyệt không phải lương phối, trên một điểm này, nương là người từng trải, ngươi phải tin tưởng nương, nương nhất định sẽ không nhìn lầm. Tiêu Nhu Trinh trước một khắc đối Dạ Thiên Thần còn thần sắc nghiêm nghị, sau một khắc nàng liền nhẹ vỗ về Dạ Thiên Thần mặt chữ chữ châu ngọc giống như một phái tốt mẫu thân bộ dáng. May mắn, ngươi bây giờ nhìn thấu qua, mẫu hậu cũng yên lòng. Ngươi lại đi thôi, nếu là gặp được cái gì giải quyết không được việc khó, ngươi đến tìm Ai Gia, Ai Gia sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Vâng, nhi thần đa tạ mẫu hậu. Tiêu nhu trinh từ một giới nho nhỏ thải nữ, trên đường đi trèo lên trên, một mực leo đến quý phi vị trí, nàng ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, dạ thiên thần đều nhìn ở trong mắt bây giờ nâng đỡ hắn đăng cơ làm đế còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ hắn thực sự không nên ngổ nghịch nàng nhi thần ngày sau nhất định cần tại chính vụ trở thành một đời minh quân thụ vạn dân yêu quý có phượng vũ lệnh năm vạn quân đội đủ để giải quyết triều đình khẩn cấp chỉ có điều về sau sự tình còn phải chậm rãi dự định mẫu hậu bây giờ bệ hạ vì triều chính ăn không ngon ngủ không ngon ngắn ngủi thời gian gầy đến thoát tướng, nhi thần nói câu mẫu hậu không thích nghe, kỳ thật mẫu hậu hoàn toàn có thể rộng lượng một chút đem đường muội muội tiếp trở về phong cái tài tử phục thị bệ hạ, nói như vậy không chừng bệ hạ tình trạng còn có thế càng tốt hơn một chút. Dạ thiên thần mang theo phượng vũ lệnh sau khi đi, triệu yên nhiên từ trong phòng kế đi tới, người mang có thai nàng cho tiêu nhu trinh thi cái lễ, liền ở một bên ngồi xuống. Nếu biết lời này mẫu hậu không thích nghe, ngươi còn nhất định phải nói, ngươi đây không phải có chủ tâm cho ai gia tìm không thoải mái. Yên nhiên a, à, ngươi là không biết. Đem tô hiểu đường tiếp tiến trong hoàng cung nuôi dưỡng ở ai gia dưới mí mắt, ai gia là yên tâm, nhưng tô gia nữ nhân một cái sau một cái giảo hoạt. Sợ là thời gian lâu, ai gia đều trưởng khống không được nàng. Năm đó tiên đế khi còn sống, nàng tiêu nhu trinh thế nhưng là chạy hậu vị đi, Kết quả cùng Tô Nhiễm Nguyệt đấu nhiều năm như vậy, nàng hậu vị vẫn như cũ vững như bàn thạch. Tô gia người tài ba xuất hiện lớp lớp, Tô Nhiễm Nguyệt, Tô Triết, Tô Hiểu Đường từng cái đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Yên Nhiên, ngươi bây giờ là hoàng hậu, thân là một, không nên như vậy thiện tâm, bằng không ngươi như thế nào thống lĩnh hậu cung. Đã như vậy, ngay hôm đó lên, ngươi thường đến ai gia trong cung, để ai gia chỉ bảo thêm ngươi vâng. Bắc quốc thê lương Vừa tiến vào tháng 8, giữa trưa còn tại xuyên áo mỏng, ban đêm liền phải thêm tầng mỏng áo. Mương huyện Khách sạn lầu 2 Mương huyện khách sạn là tòa này huyện thành nhỏ điểm cao nhất, gần cửa sổ mà trong, thành bên trong cảnh sắc thu hết vào mắt. Nhìn qua lá cây ố vàng dương liễu cây, tôi hiểu đường tâm cảnh lại thật lâu không thể bình tĩnh bây giờ mùa này kinh thành nóng ý vẫn còn chưa qua đâu ai biết nơi này không ngờ nhưng nhập thu loại tình hình này để tôi hiểu đường sinh ra một loại giật mình như mất cách một thế hệ cảm giác trong lòng vắng vẻ nhị cô nương mưa tạnh chúng ta ra ngoài đi một chút đi trước kia nô tỳ liền nghe người ta nói phương bắc thu hậu cảnh sắc đẹp nhất đêm qua mưa nhỏ mịt mờ trước kia tôi hiểu đường liền trì hoãn xuất phát thời gian Bây giờ bọn hắn bắt thượng đường xá đã qua một phần ba, cũng không vội mà đi đường. Từng. Dạng này ngày mùa thu cảnh sắc ở Kinh Thành thời điểm khó gặp, tuy nói về sau mỗi năm đều có thể gặp, nhưng tô hiểu đường vẫn như cũ cảm thấy mới lạ. Tại lục ngạc dẫn dắt dưới, chủ tớ hai người đi xuống lầu, bọc lấy mỏng áo rời đi khách sạn hướng phía ngoài thành bước đi. Khách sạn rời thành bên ngoài chẳng qua hơn 200 mét, cũng liền trong phiến khắc hai người liền ra khỏi thành ngoài thành là một mảng lớn đồng ruộng lại hướng nơi xa nhìn chính là vô biên vô hạn rừng rậm nguyên thủy u châu một vùng khai thác tình huống tại toàn bộ đại chu đều hướng hàng sau bắc địa tình huống lại càng không cần phải nói ở đây ở lại bách tính gần như liền lấy sơn lâm làm bạn lão bá ngươi đang khóc cái gì chủ tớ hai người không dám đi xa ngay tại ngoài thành lân cận dọc theo bờ ruộng đi lại đi tới đi tới thỉnh thoảng sẽ gặp được một hai trăm họ ngay tại các nàng đi đến cái thứ ba bách tính cách đó không xa thời điểm tôi hiểu đường phát hiện tóc kia hoa trâm lão bá tại gạt lệ lòng hiếu kỳ thúc đẩy hai người đi tới mở miệng hỏi thăm một câu ta đang khóc trong đất hoa màu lão bá cũng thành thật thấy có người hỏi hắn tay áo lau một cái nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía người tới chi tiết đáp cái này. Hoa màu không phải dáng dấp rất tốt sao? Trước mắt trong đất trồng chính là đậu nành, bởi vì chăm sóc rất khá, mọc tươi tốt, không có nạn sâu bệnh, nhất định có thế bội thu. Dáng dấp là rất tốt, nhưng cô nương từ nơi khác đến, có chỗ không biết. Chúng ta nơi này hoa màu một năm hai mùa, một mùa vội vàng một mùa, thứ hai quý mặt thời điểm liền đã đang cùng ông trời gặp gấp. Ai biết năm nay lạnh muốn so những năm qua đều muốn sớm nửa tháng. Cái này trong đất hoa màu sợ là muốn không gánh nổi. Tôi hiểu đường khẩu âm nghe xong cũng không phải là người địa phương. Lão bá có thể nghe được rất bình thường, mà liên quan tới trồng hoa màu sự tình, tôi hiểu đường cũng không phải là ngoài nghề. Trời lạnh, vậy liền tại ban đêm địa đầu làm một chút củi ướt lửa sinh một chút khói đặt ra tới. Khói đặt sẽ không khiến hoa màu kết xương. Ai u. Ta nói quê nữ, ngươi chủ ý này hay a? À? Tô hiểu đường mới mở miệng, lão bá một lát còn không có kịp phản ứng, cao mày, nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ rõ ràng. Nhất thời cao hứng, không chút nào keo kịp tán dương lên tô hiểu đường đến, hoa màu cuối cùng là có thể cứu, hắn nhất định phải đem tin tức này mau chóng nói cho toàn trấn bách tính. Khả năng giúp đỡ đạt được lão bá liền tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Bị người tán dương là chuyện tốt, Tô Hiểu Đường cao hứng, về sau thấy các nàng ra tới thời gian cũng không ngắn, cùng lão bá cáo từ, chủ tớ hai người cùng nhau trở về trở về. "Ai, cô nương, cô nương, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu." "Cô nương." Tô Hiểu Đường nói đi là đi, lão bá chỉ lo cao hứng, kết quả vừa quay đầu đúng là quên chuyện thẩn yếu. Chờ nhớ tới lúc hắn tranh thủ thời gian giật ra cuốn họng hô người ngay từ đầu kêu thời điểm hắn nhìn xem hai người cách hắn còn thật gần kết quả vừa mới hô xong lại phát hiện hai người không ngờ kinh nhanh đến cửa thành lại thời gian một cái nháy mắt thân ảnh của hai người đã biến mất ở cửa thành bên trong a nha lão hồ đồ làm sao liền không nhớ ra được hỏi ân nhân danh tự đâu phải tranh thủ thời gian vào thành đi tìm nhìn thấy người không gặp Lão bá hối hận tại trên mặt mình quạt một bạc tai, tranh thủ thời gian tập tỉnh bước chân hướng phía trong thành đuổi theo. Nơi khác đến cô nương xinh đẹp, mương huyện cứ như vậy lớn, tin tưởng sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được đến. Cuối cùng lão bá cũng thăm dò được, kết quả tìm tới khách sạn thời điểm, người ta đã cưỡi xe ngựa rời đi. Cô cô nương, nếu là lão hán có thể bảo trụ cái này một mùa hoa màu, nhất định cho ngài lập khối trường sinh bài vị. A Di Đà Phật, quả nhiên là nữ Bồ Tát a. À. Nhìn qua phương bắc, lão bá lẻ loi trơ trọi một người đứng tại trên đường cái, miệng lẩm bẩm, đọc xong, cũng không quên đem việc này truyền bá ra ngoài. Chương 110, nàng thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nhị cô nương, Bạch Thành bên kia truyền đến tin tức nói Thành bên trong xuất hiện một nhóm người xa lạ, tra một chút những người kia tựa như là Tiêu Thái hậu phái tới. Bắc địa liền hai tòa phủ thành, một tòa bạch thành, một tòa mặt thành. Càng đi bắt đi, rừng rậm nguyên thủy liền càng ngày càng rậm rạp, giả thú cũng càng nhiều, như thế tình huống dưới, đi bạch thành là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa, nơi này con đường rất rất ít, không đi quan đạo, tìm đường khác, không cẩn thận rất dễ dàng liền đi nhầm đường, đem đội ngũ đưa vào hiểm cảnh. Mà bây giờ tiêu thái hậu người đã trong thành chờ, để tôi hiểu đường nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lần trước tiêu thái hậu phái tới chính là ám vệ, che che lấp lấp, mà bây giờ lại là nghênh ngang. Xem ra, nàng là muốn dùng bọn hắn thoát ly lưu vong đội ngũ tội danh, một lần nữa đối bọn hắn tiến hành trong giữ. Nàng thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Kinh thành phát sinh sự tình, tôi hiểu đường nắm giữ tám chín, bây giờ yên nhiên tỷ tỷ có thai, xem xét chính là dạ thiên thần không có trước đó như vậy đối nàng khăng khăng một mực không nghĩ tới tiêu nhu trinh vẫn không chịu buông tha nàng nhị cô nương hiện nay chúng ta làm sao bây giờ tiêu nhu trinh như thế nào bọn hắn trước tiên có thể mặc kệ bây giờ gặp phải lựa chọn chính là có đi hay không bạch thành nếu là đi làm sao cái cách đi hết thảy đều cần tô hiểu đường nhanh chóng làm ra định đoạt ngươi nói chúng ta không đi bạch thành tại cái nào đó ngóc ngách bên trong có thể hay không còn có một nhóm người đang chờ chúng ta đã đến lại thế nào khả năng không làm nhiều tay chuẩn bị dù sao tiêu nhu trinh đầu óc cũng không phải đơn giản như vậy đi bạch thành đến đều đến sẽ không một hồi không thể nào nói nổi a à. hôm nay thiên hạ đại loạn nàng còn liền không tin tiêu nhu trinh có thế có bản lĩnh đem bàn tay đến đại chu thành lập đến nay vốn là tồn tại cảm không mạnh bạch thành Vâng, nô tỳ cái này đi thu xếp. Mặc kệ Tô Hiểu đường làm cái gì quyết định, Lục Ngạc từ trước đến nay sẽ không xen vào, sẽ chỉ sớm thu xếp. Mà bây giờ nàng nên làm những gì? Sớm đã không cần Tô Hiểu đường tự thân đi làm chỉ điểm nàng, nàng đã có thể đem tất cả mọi chuyện thu xếp phải không chút phí sức. Đừng vội, bây giờ đều đi qua lâu như vậy, trước đó ra sự kiện kia còn không có mặt mày sao? Lúc ấy xử lý Thanh Long trại sơn phỉ Tôi hiểu đường để người đi thăm dò hai chuyện, quan sơn đám người thân phận đã tra được. Nhưng một món khác, đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhị cô nương. Được rồi, ta biết, ta không vội, ngươi lại đi làm việc đi. Không đợi lục ngạc trả lời xong, nhìn nàng biểu lộ, tôi hiểu đường liền đối kết quả hiểu rõ trong lòng. Chuyện này cho ra manh mối kỳ thật chính là một tấm giấy trắng, trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là ai đi thăm dò sợ là cũng nhất thời tìm không thấy bất cứ manh mối nào tôi hiểu đường không trách mình người hành sự bất lực chỉ là lòng có thất lạc thôi nhị cô nương ngài tìm ta a à. đi theo tôi hiểu đường một đường trên cơ bản đều là tôi tin tại thu xếp bọn hắn làm việc nuôi ngựa các đêm này một ít nhàn tản công việc làm không nhiều ăn lại còn tính là không sai mặc dù không phải bữa bữa có thịt nhưng mỗi một bữa đều bao ăn no, bây giờ hắn dài về năm cân thịt, bộ dáng nhìn so ngày xưa thuận mắt một chút. Xem ra ngươi gần đây tại trong đội ngũ sinh hoạt phải không sai. Trên đường đi mặc dù cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhưng đây coi như là quan sơn về chỗ đến nay, tô hiểu đường lần thứ nhất chào hỏi hắn tới. Ngày thường không có phát hiện, lân cận xem xét, hắn tinh thần diện mạo khôi phục năm, 6 phần 10, có thể nhìn ra được hắn 30 có thừa tuổi tác. Toàn phải nhị cô nương trong non. Ngươi cũng không mập mờ. Nghe nói quan Sơn trả lời chắc chắn âm vang hữu lực, tô hiểu đường đối đầu hắn ánh mắt cười cười, liền móc ra một vật vung ra trước mặt của hắn, cho ngươi xem một vật. Một sấp trên giấy kỹ càng ghi chép quan Sơn chờ sáu người cuộc đời, từ xuất sinh mãi cho đến. Nhị cô nương. Nàng sao có thể ra được không có khả năng tuyệt không có khả năng thân phận của bọn hắn thần bí như vậy tại gia nhập tổ chức trước đó sớm đã bị tổ chức cho xóa đi cuộc đời mà lại bọn hắn đều là không cha không mẹ không quen bằng người nói một chút đi người lính đánh thuê này đến cùng là dạng gì tồn tại hiện đại có dòng binh không nghĩ tới cái niên đại này cũng có chỉ có điều cách gọi không giống thôi đối với lính đánh thuê Tô hiểu đường trước kia hơi có nghe thấy, nhưng bọn hắn làm việc từ trước đến nay khiêm tốn, lại lâu dài tiềm ẩn tại vắng vẻ chi địa, cho nên nàng hiểu cũng không nhiều. Quan Sơn, ngươi sẽ không cảm thấy lúc trước đem các ngươi lưu lại thời điểm, ta cái gì cũng không có hỏi, các ngươi liền cái gì đều không cần nói đi. Lúc trước tô hiểu đường hỏi Quan Sơn, Quan Sơn mập mờ suy đoán không muốn trả lời, lúc ấy hắn không nghĩ đáp, nhưng cũng không đại biểu tô hiểu đường không muốn biết nhị cô nương, ngươi lưu lại chúng ta có phải là vẻn vẹn vì những cái kia ngựa lai lịch. Tô hiểu đường tại từng bước ép sát, quan sơn do dự một phen tuyệt không sốt ruột trả lời, mà là trầm mặt một lát, trước hỏi thăm tô hiểu đường một câu. Không hoàn toàn, lúc ấy ta là thật thương hại các ngươi, cùng đáng thương những cái kia bị bắt cóc nữ tử nhất dạng, muốn lưu các ngươi một cái mạng tới. Nhưng là, các ngươi đi theo ta có lẽ lâu, tin tưởng cũng nên hiểu rõ đến một chút ta tình huống, ta không thể lưu một chút nội tình thật không minh bạch người tại bên cạnh ta. Có nhị cô nương câu nói này, quan Sơn liền thỏa mãn. Việc này nói rất dài dòng, không bằng chúng ta một bên uống trà, một bên từ từ nói. Bọn hắn cầu chẳng qua là một đầu tiện mệnh thôi, ngày khác có chút cầu, hôm nay có chỗ ứng, là đủ. Nhị cô nương thủ hạ người lợi hại, ra những tin tức này không một lỗ hổng. Về phần lính đánh thuê, trên thực tế người ở bên trong ngư long hỗn tạp, chỉ cần thân thể ngươi không có bệnh, niên kỷ không nên quá lớn, vô luận ngươi là ngoại tộc vẫn là mang di đều có thể gia nhập. Lính đánh thuê nội bộ chia đủ loại khác biệt, người mới gia nhập về sau, đầu tiên là trải qua cơ sở huấn luyện, sau đó trải qua tầng tầng tuyển chọn, giai đoạn trước bằng dựa vào năng lực bản thân, hậu kỳ bằng dựa vào chiến tích từng bước một đi lên trên. Chỉ tiếc ta tương đối ngu dốt ở bên trong đợi hơn 10 năm, chỉ hỗn một tên tiểu đội trưởng, làm một chút vận chuyển nhỏ sống. Lính đánh thuê bên trong không nuôi người rảnh rỗi, trừ tầng chót nhất người, những người khác muốn làm nhiệm vụ, nhiệm vụ cũng chia đủ loại khác biệt. Bình thường tình huống dưới vận chuyển ngựa nhiệm vụ nhiều lắm là chính là cấp 2 nhiệm vụ, nhưng lúc này đây vận chuyển ngựa, lại là cấp 3 dựa theo thường ngày kinh nghiệm, lúc ấy chúng ta cũng không muốn nhiều như vậy, xem xét là cấp 4, trực tiếp liền đoạt tới, nhưng ai biết. Về phần phương diện khác, bởi vì thân phận hạn chế, rất nhiều rất nhiều chuyện không phải ta có thể hiểu rõ, cho nên tại ta hiểu rõ tình hình bên trong, nhị cô nương có vấn đề gì cứ hỏi, ta biết gì trả lời đó. Cái này hình thức cùng tiền thế dòng binh công hội không sai biệt lắm, nói rõ quan sơn tuyệt không lừa nàng gặp hắn như vậy trung thực tôi hiểu đường thoáng buông lỏng một hơi nghe ngươi nói như vậy treo lên nhiệm vụ này người tất nhiên biết được những cái này ngựa lai lịch quan sơn nói nhiều như vậy tô hiểu đường chỉ tổng kết một câu chẳng qua nàng vừa mới dứt lời quan sơn ngay sau đó mở miệng nhị cô nương ngươi nếu là nghĩ từ lính đánh thuê trong miệng ra được là ai treo nhiệm vụ vậy cũng đừng nghĩ cái này căn bản là không thể nào Bọn hắn ăn chính là cái này phần cơm, làm sao lại lộ ra mình người thuê, làm như vậy chẳng phải là nện chén cơm của mình. Chương 111, trước tiên cần phải đem phiền toái trước mắt giải quyết. Thật sao? Vậy ngươi liền nói với ta nói lính đánh thuê nội bộ tình huống đi, ta hiểu rõ một chút. Cũng thế. Nếu là bán người thuê tin tức, hư hao uy tín, lính đánh thuê sợ là đã sớm thất bại. Đã như vậy, không bằng hiểu rõ hơn một chút nội bộ tình huống, nói không chừng nàng còn có thể tìm người trà trộn vào đi thật tốt dò xét một chút tin tức. tôi hiểu đường chuyển di phương hướng, lần này quan sơn ngược lại là có thể trả lời đi lên, từ nội bộ cấu tạo một mực nói đến lính đánh thuê cứ điểm cùng như thế nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc, lính đánh thuê mới thành lập thời điểm, nội bộ thưởng phạt phân minh, kỷ luật nghiêm minh, bây giờ trải qua phát triển. Đội ngũ là lớn mạnh hơn không ít, nhưng nội bộ đã chia mấy cổ thế lực. Cái này mấy cổ thế lực tranh đấu rất lợi hại, lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng nhất trí đối ngoại thời điểm vẫn là rất đoàn kết. Quan Sơn tại lính đánh thuê địa vị không cao, cũng may ở bên trong đợi nhiều như vậy năm, đối lính đánh thuê hiểu rõ quá sâu. Hắn giảng thuật nhiều như vậy, cũng làm cho tôi hiểu đường từ đó hấp thu không ít tin tức hữu dụng ngươi lại trở về đi. Vâng. Quan Sơn ngay từ đầu thời điểm liền biết Tô Hiểu Đường Tuyệt không phải người bình thường, bây giờ một phen đối thoại càng làm cho hắn khẳng định trước đó suy đoán. Đầu nhập người có thực lực đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Nhị cô nương, Quan Sơn bọn hắn phản bội lính đánh thuê, ngươi nói bọn hắn đáng giá tín nhiệm sao? Quan Sơn rời đi về sau, Lục Ngạc liền thu xếp xong việc tình trở về đoạn thời gian gần nhất, tôi hiểu đường mặc dù không có để ý tới quan sơn bọn người, lại một mực đang vụng trộn quan sát. Nếu là quan sơn bọn người chưa từng đầu nhập qua bất luận kẻ nào, như vậy thu nhập dưới trướng không có vấn đề. Nhưng bọn hắn đã phản chủ qua một lần. Muốn nói trung tâm, người ta tất nhiên là sẽ không tin, nhưng chúng ta từng đã cứu mạng của bọn hắn, hẳn là sẽ không ở phía sau cắm đao nhị cô nương ý tứ không có ý định bồi dưỡng bọn hắn tôi hiểu đường không dễ dàng thu người một khi thu người căn cứ trước kia phong cách hành sự đến xem tất nhiên sẽ trọng bồi dưỡng bây giờ người của chúng ta đã đủ thật nhiều đều là ngay từ đầu liền bồi dưỡng bọn hắn nửa đường mà đến không cần phí tâm tư bồi dưỡng có điều lần đầu nghe nói lính đánh thuê ta ngược lại là cũng muốn bồi dưỡng một chi dạng này đội ngũ Thiên hạ đại loạn, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không gây họa tới Bắc Địa, nhưng ngày sau đâu? Lại nói, nếu là Tiêu Nhu Trinh, Dạ Thiên Thần lấy được thắng lợi cuối cùng, Đại Định Thiên Hạ lấy Tiêu Nhu Trinh tính tình, tất nhiên sẽ không lưu nàng người sống. Để phòng vạn nhất, vẫn là cho mình lưu đầu đường lui thật tốt. Chúng ta bây giờ tài lực phong phú, nhị cô nương nếu là nghĩ bồi dưỡng đội ngũ, còn không phải rất đơn giản sự tình nhưng nuôi người dễ dàng luyện người khó lấy bọn hắn bây giờ tài phú mặc dù bồi dưỡng không được trăm vạn đại quân nhưng bồi dưỡng mười vạn quân đội vẫn là có thể chỉ tiếc những năm gần đây bọn hắn làm đều là sinh ý đối bồi dưỡng quân đội sự tình một mực không thông cũng không có tương ứng người tài luyện người là khó nhưng liền nhìn nương có nguyện ý hay không ra mặt nếu là nàng ra mặt nói không chừng sẽ có người bán nàng nhân tình bồi dưỡng đội ngũ cùng bồi dưỡng quân đội không sai biệt lắm. Mạc Viễn Thanh là Mạc Đại Nguyên soái chi nữ, từ lúc Mạc Gia xảy ra chuyện về sau, Mạc Gia trước kia không ít bộ hạ cũ đều giải ngũ về quê. Lúc trước tiên đế mời lại mời, cuối cùng không giải quyết được gì, mà những người kia có thể không bán tiên đế mặt mũi, nhưng Mạc Viễn Thanh ra mặt. Việc này chúng ta vẫn là sau đó bàn lại đi. Trước tiên cần phải đem phiền toái trước mắt giải quyết nếu là thật nuôi đội ngũ như vậy cái này sẽ một kiện tô hiểu đường sống từng ấy năm tới nay như vậy làm được lớn nhất một sự kiện chuyện lớn như vậy đương nhiên phải bàn bạc kỹ hơn cũng không phải toàn bằng há miệng một bầu nhiệt huyết nói làm liền làm càng đi bắt đi cỏ cây càng ngày càng nhiều người ở lại càng ngày càng hoang vu mấy ngày trước đây bọn hắn còn có thể huyện thành hoặc là thị trấn bên trên khách sạn dừng chân bây giờ một ngày thời gian đi xuống gặp phải làng chỉ có chút ít một hai cái chớ đừng nói chi là thị trấn huyện thành không cách nào bọn hắn chỉ có thể tại chỉ có mười mấy hộ trong làng đặt chân nơi này thôn dân loại thiếu đất nguồn kinh tế toàn bộ nhờ đi săn cho nên gia cảnh cũng không giàu có ở phòng ở đều là gạch một đầu gỗ phòng hôm qua còn rất tốt hôm nay làm sao như thế lạnh trong phòng ngủ một đêm bên cạnh mọc lên củi lửa, ngược lại là không có cảm thấy lạnh ý, sáng sớm dậy, mặt viễn thanh ra ngoài bên trên một chuyến nhà xí, trở về thời điểm cống đến rung lẫy bẫy. Bên ngoài kết sương rồi. Hiện tại mới đầu tháng 8A. Theo lý thuyết lúc này không nên lạnh như thế. Liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài, tại thần hy chiếu rọi xuống, phía trước cửa sổ rau xanh trong đất nhiễm lên một tầng ngân dập kim quang. Từng, kết xương. Mấy ngày trước đây đi ngang qua mương huyện thời điểm, gặp được lão bá kia, lão bá nói năm nay lạnh so những năm qua sớm nửa tháng. Bây giờ xem xét, nào chỉ là nửa tháng. Chờ một lúc đêm ta làm tốt mỏng áo cho mặt vào đi. Trời như vậy lạnh, phải thêm một chút áo dày váy. May mắn nàng mấy ngày trước đây liền cùng thường má má cùng một chỗ làm tốt các nàng mấy người quần áo mùa đông. Mạc quyển thanh căng dặn, tôi hiểu đường lên tiếng sau đó liền đem mỏng áo cho mặc vào, mà những người khác liền không có vận tốt như vậy. Nhất là nhị phòng cùng tam phòng người, bọn hắn thấy đại phòng người làm quần áo mùa đông thời điểm còn đang đọc sau kịp mũi coi thường. Bây giờ đi ra ngoài, cống đến cùng cái gì, cho dù là ngồi lên xe ngựa, vẫn như cũ khó chống lạnh ý, đem trong bao quần áo y phục móc ra từng tầng từng tầng hướng trên thân bộ. Bộ xong, tranh thủ thời gian chế tác quần áo mùa đông một khắc cũng không dám chậm trễ chỉ có điều đến cùng vẫn là muộn đêm đó liền có người thụ phong hàng chạy tới tô hiểu đường trước mặt xin giúp đỡ tô hiểu đường không thèm đế ý liền đem việc này giao cho tôn đại quan đi làm tôn đại quan được tô hiểu đường dặn dò cũng vẽn vẹn cho bọn hắn nhìn nhìn tại không có thảo dược điều kiện tiên quyết móc ra mấy viên thuốc hoàng ý tứ ý tứ nhị cô nương nói để bọn hắn những người này thật tốt ghi nhớ thật lâu. Bình an vô sự hành tẩu một ngày, tương đối may mắn là, màn đêm buông xuống trước đó, đội ngũ đi vào trong một cái trấn nhỏ ở đây ở lại. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lấy bọn hắn hiện tại hành trình, ngày mai buổi chiều bọn hắn liền có thể đến Bạch Thành. Một khi đến Bạch Thành, như vậy cách mặt thành cũng liền còn lại 7-8 ngày lộ trình. Nhị cô nương, dạng này được không? Ngày kế tiếp, trời có chút sáng lên, cửa khách sạn trước, tôi hiểu đường cùng lục ngạc hai người lưu lại một phong thư liền lên ngựa. Làm sao không được? Tiêu nhu trinh mục tiêu là ta, cũng không phải người nhà của ta. Còn nữa, có người của chúng ta âm thầm bảo hộ lấy, sẽ không xảy ra chuyện. Bạch thành một nhóm, tiêu nhu trinh nhất định sẽ động thủ, đã như vậy, không thể bởi vì nàng liên lụy đến người trong nhà. Còn nữa, bọn hắn sớm đi cũng là chạy sớm giải quyết hết vấn đề đi giá đang khi nói chuyện tôi hiểu đường nhẹ nhàng đánh ngựa tăng tốc tiến lên tốc độ một đường hướng phía bạch thành phương hướng chạy như bay cưỡi ngựa tốc độ nhanh không ra một cái nửa canh giờ các nàng liền có thể đến bạch thành thế nhưng là tôi hiểu đường trước đó liền có suy đoán tiêu nhu trên người có thể hay không trên đường động thủ mà như vậy dạng suy đoán để nàng cùng lục ngạc một đường chú ý cẩn thận, cũng cứu các nàng một mạng. Chương 112 Mỗi vùng một tấm, tôi hiểu đường tâm liền đau nhất một điểm. Cẩn thận Đánh thẳng mã phi chạy, tinh thần lực ngoại phóng tôi hiểu đường một đường không có phát giác, thẳng đến dọc đường một chỗ trên đường nhỏ lúc, nàng nhất thanh thanh hát, phi thân nhảy lên một cái, thuận đường một tay lấy lục ngạc từ trên lưng ngựa vồ xuống đợi cho hai người rơi xuống, chạy vội con ngựa, phía trước một đôi móng bị vật không rõ nguồn gốc cắt đứt, đợi cho thân thể rơi xuống, từ bụng ngựa chỗ cũng bị hết thảy hai đoạn. nhìn qua đẫm máu tình cảnh, tôi hiểu đường vặn lên lông mày, ánh mắt rơi vào nhúng máu tơ bạc phía trên. Ngân Tơ Tầm, lục ngạc lòng còn sợ hãi, đợi cho kịp phản ứng thời điểm, nàng lập tức liền nhận ra kia treo ở phía trước giết người vũ khí. Ngân Tơ Tầm. Trên giang hồ sắc bén nhất vũ khí xếp hạng trước ba, chém sắc như chém bùn. Lại tên ngẩn, gọi tên tại nó khó mà phát hiện tồn tại cảm. Là ám vệ, cẩn thận một chút. Tôi hiểu đường tự nhiên cũng nhận ra vật này là ngân tơ tầm, nhưng càng làm cho nàng cảnh giác chính là, ẩn từ một nơi bí mật gần đó người đúng là hoàng gia ám vệ. Chỉ có điều, lần trước tiêu nhu trinh hao tổn nhiều như vậy ám vệ, tại sao lại đưa tới nhiều như vậy? chẳng lẽ hoàng gia ám vệ là không định sổ sao? Tô hiểu đường nhắc nhở lục ngạc một câu, nàng cẩn thận đem tinh thần lực toàn bộ triển khai, tại trong rừng cây tìm ra tất cả ám vệ chỗ ẩn thân. Trong chốc lát, trong tay nàng phi châm ám khí hướng phía một chỗ bắn đi, đối mặt một mũi tên đích, đem tiễn đích chặn đường xuống dưới. Thật là lợi hại quy tức chi pháp. Tô hiểu đường đối với mình tinh thần lực rất có lòng tin, chỉ cần tại nàng tinh thần lực phạm vi bên trong vật sống cũng khó khăn trốn nàng trưởng khống mà lần này nàng sở dĩ phát hiện phải muộn như vậy hoàn toàn là bởi vì những cái này ám vệ tu tập độc môn quy tức chi pháp bọn hắn thu liễm nội tức liền nàng đều phải tinh tế đi thăm dò tìm mà hướng nàng phát động đợt công kích thứ nhất ám vệ nếu không phải ám khí bắn ra nàng đều không có phát hiện hắn tồn tại lục ngạt ngươi không cần nhúng tay lần này để ta tự mình tới là được. Khá lắm. Vì muốn mệnh của nàng, tiêu nhu trinh thật là liều, lần này lại lập tức xuất động 50 cái ám vệ. Thật là để mắt nàng. Đã như vậy, nàng nếu là không còn lấy nhan sắc, khi nàng cũng không phải là tô hiểu đường. Đương nhiên, đối mặt 50 cái tương đương với giang hồ nhất lưu cao thủ ám vệ, Vẽn vẹn bằng vào nàng những năm này tại quỷ cốc tu luyện thế nhưng là không được tôi hiểu đường không tiếp tục ẩn dấu tự thân bắt đầu vận dụng linh lực đối với những người này phát động tiến công nơi này là rừng rậm phương viên trăm dặm thậm chí là ngàn dặm đều là lục thực làm một tinh thần lực một hệ song trọng dị năng giả nơi này đối với nàng mà nói quả thực là thiên đường của nàng hạt giống tại gốc cây chỗ nổ tung tôi hiểu đường điều khiển một trăm cây bụi gai dây leo cấp tốc hướng phía bọn hắn quấn quanh mà đi những cái này cũng không phải phổ thông bụi gai dây leo cũng không phải thiết huyết dây leo mà là so với sắc máu dây leo còn kinh khủng hơn tồn tại ma quỷ dây leo tên như ý nghĩa người một khi bị ma quỷ dây leo cuốn lấy muốn trốn kia là không có khả năng chỉ có thể sẽ bị dây leo chậm rãi gặm nuốt huyết nhục thẳng đến cuối cùng còn lại một đống bạch cốt trò mèo tôi hiểu đường ma quỷ đằng lệ hại nhưng những cái này ám vệ cũng không phải ăn chay bởi vì ma quỷ dây leo dù sao chỉ là dây leo không có tư tưởng tại bị dẫn vào gốc cây quấn quanh đến gốc cây bên trên thời điểm bị lửa một đốt cấp tốc liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn lại là lân phấn tôi hiểu đường biểu môi xem thường trong tay móc ra nàng tự chế phù lục hướng phía những người kia trên thân vung đi mỗi vung một tấm tôi hiểu đường tâm liền đau nhất một điểm trong tay nàng tính công kích phù lục những năm này để giành được cũng không nhiều. Cho nên mỗi một trương đều rất quý giá. A nha, quá đáng tiếc. Phù lục chia làm Liệt Hỏa phù, Lôi Bạo phù, Đại Địa phù. Liệt Hỏa phù chủ lửa, thế lửa cùng một chỗ, liền nước đều không thể dập tắt. Lôi Bạo phù mỗi lần bị phát động, dù là ngươi luyện thành một thân mình đồng gia sắt vẫn như cũ sẽ bị nổ hài cốt không còn đại địa phù tương đương với một cái búa nặng vạn cân đánh tới hướng ngươi, bên trong phù người chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị nện thành một bãi thịt nát. Tại tô hiểu đường dự đoán dưới, một tấm phù có thế trúng đích một người, kết quả 10 cái phù vải ra, vậy mà lãng phí hết hai tấm. Nhìn kia hai cái lấy chính mình đồng bạn làm bia đỡ đạn ám vệ, tô hiểu đường một bên đau lòng bùa chú của mình, một bên tiếp tục ném lấy phù lục. Muốn chạy, không có cửa đâu ước chừng là lần này ám vệ đạt được mệnh lệnh là đánh không lại có thể chạy cho nên tại giải quyết rơi một nửa ám vệ thời điểm bọn hắn gặp một lần tình thế không đúng liền bắt đầu ra bên ngoài trốn nhưng tôi hiểu đường lập tức bộc lộ ra nhiều như vậy ác chủ bài làm sao lại tùy tiện thả bọn họ đi nhanh chóng thôi động linh khí bốn phía cỏ cây nháy mắt sinh trưởng tốt tại bốn phía hình thành một cái sát trận nhị cô nương Đợi cho Tô Hiểu Đường xuất thủ thời điểm, Lục Ngạc liền mắt choáng váng, kết quả nàng còn không có ra tay đâu, Tô Hiểu Đường liền giải quyết hết hơn phân nửa ám vệ. Nhìn còn lại ám vệ giống từng cái chuột tại trốn tránh vô số cành dây leo công kích, nàng trừng tròng mắt, há to mồm, đi đến Tô Hiểu Đường bên người. Đây là ta mới nghiên cứu ra đến độc dược, tiếp xuống liền xem ngươi. Bị vây ở sát trận người ở bên trong một lát chết không được, nếu là may mắn còn có thể nhịn đến trận pháp mất đi hiệu lực. Cô Hiểu Đường cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn còn sống từ sát trận bên trong ra tới, thế là không để ý đến lục ngạc giật mình hoảng hốt, móc ra mấy bình độc dược giao cho nàng. Vâng. Nhị cô nương hôm nay triển hiện ra năng lực, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Mừng rỡ sau khi, nghe nói cô Hiểu Đường bàn giao cho nàng sự tình làm, nàng không nói hai lời tiếp nhận bình thuốc, trong tay tôi độc ám khí nhắm chuẩn trong trận người. Nhị cô nương không hổ là quỷ y truyền nhân, nhìn những người kia tử trạng thảm thiết khuôn mặt kinh khủng người, lục ngạc đều có chút nhất thời không chịu đựng nổi. Nhị cô nương, giải quyết xong. Tại lục ngạc đi giải quyết những người kia thời điểm, tôi hiểu đường từ một cái chết đi ám vệ trên thân gỡ xuống một đôi thủ sáo. Đeo lên găng tay, nàng gỡ xuống hai cây ngân tơ tầm thu vào cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, ngày sau sửa lại, nói không chừng sẽ trở thành giết người đánh bất ngờ tuyệt thế ám khí. Ừm, đem bọn hắn thi thể chất đống là được, không cần phải để ý đến. Nơi này huyết tinh một mảnh, muốn xử lý là xử lý không sạch sẽ, vì không để sau đó theo tới người lo lắng, vẫn là không xử lý thật tốt. Vâng. Lục ngạc chiếu tô hiểu đường đi làm, mà tô hiểu đường thì tại ven đường trên cây khắc xuống một hàng chữ để lại cho người đến sau. Sau đó lại đối những cái này ám vệ cẩn thận kiểm tra một lần, từ trên người của bọn hắn thu thập một chút vật nhỏ. Nhị cô nương, tha thứ nô tỳ mạo muội, vừa rồi ngươi sử dụng công phu, nô tỳ chưa bao giờ thấy qua. Đem hiện trường đơn giản dọn dẹp một chút, tô hiểu đường đem không gian bên trong nuôi chỉ có hai con ngựa cho dắt ra tới. Đỏ thẩm lập tức Tôi hiểu đường suy tư sự tình, con ngựa nhàn nhã đi tới, đợi cho nàng hoàng hồn, bên tai liền truyền đến lục ngạc thanh âm. Đây không phải võ công, là pháp thuật. Cái này đại chu chỉ có ta một người có thể tu luyện. Pháp thuật Lục ngạc không hiểu Pháp thuật, người có thể hiểu thành thoại bản bên trong thần tiên pháp thuật, chỉ có điều không có thần tiên sử dụng phải lợi hại như vậy. Chương 113 Tiêu Thái Hậu ý chỉ. Hóa ra là dạng này. Lục ngạc ngộ. Cô nương có thế tu tập pháp thuật, ngày sau nô tỳ cũng không cần lại lo lắng an nguy của ngài. Lục ngạc chỉ biết tô hiểu đường lợi hại, nhưng lại không biết nàng đúng là lợi hại thành dạng này, dưới gầm trời này sợ là không một người là đối thủ của nàng. Đi thôi. Cùng lục ngạc giải thích xong, tô hiểu đường đánh ngựa tiếp tục tiến lên, thẳng đến Bạch Thành mà đi. Tại chém giết những cái này ám vệ về sau, Tô Hiểu Đường vốn có thể vòng qua Bạch Thành, nhưng nàng không muốn tiếp tục lùi bước, Tiêu Nhu Trinh lần lượt khó xử nàng, lần này nàng phải cho nàng đến cái lớn. Sau nửa canh giờ, chủ tớ hai người tới Bạch Thành cửa thành. Bạch Thành hai mặt chỗ dựa, một mặt gánh nước, so với mặt thành, nơi này mới là bắc địa trọng yếu nhất cố thủ chi địa. Nhìn qua thật cao cửa thành, còn có kia đứng sừng sững ở thành bên trong núi cao nguy nga, Tô Hiểu Đường vẫn là lần đầu nhìn thấy mênh mông như vậy cảnh sắc. Tô Hiểu Đường nhìn cảnh sắc trước mắt, sinh lòng rung động, nhưng trong lòng biết có việc muốn làm, không có chậm trễ, đánh ngựa tiếp tục tiến lên, xếp hàng vào thành. bắc địa người ít. Tô Hiểu Đường vốn cho rằng Bạch Thành cũng sẽ không nhiều náo nhiệt, mà tình huống thực tế lại cùng với nàng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này mười phần náo nhiệt chỉ nhìn xếp hàng vào thành người liền có thể nhìn ra được đem con ngựa sớm thu vào không gian tô hiểu đường cùng lục ngạc sắp xếp gần hai khắc đồng hồ mới xếp tới các nàng tô nhị cô nương thế nhưng là để nhà ta đợi thật lâu a à. hai người mới vừa đi tới kiểm tra địa phương đột nhiên từ thành bên trong đi tới một đám người trong đó một cái thân mặc lục bào trung niên nam nhân đi ở đằng trước đầu bên cạnh thân đi theo hai cái thân mang quan phục người nhìn cách tử nhất cái hẳn là bạch thành tri phủ, một cái là bạch thành thủ vệ tướng lĩnh. Trung niên nam nhân đầu đội ngân quan, tóc một chút hoa râm, một gương mặt trong trắng lộ ra đỏ, bờ môi đỏ thắm như máu, đi trên đường hùng hùng hổ hổ, một tay nâng màu đen vải lụa, một tay vểnh lên lan hoa chỉ. Đúng là Lý Công Công, thất kính. Lý Công Công, tôi hiểu đường nhìn quen mắt thật nhiều, hắn nhưng là tiêu nhu trinh bên người thái giám, chỉ có điều nàng vạn vạn không nghĩ tới tiêu nhu trinh lại lại phái hắn tới ngoài ý muốn đồng thời tôi hiểu đường trên mặt duy trì khách sáo nụ cười tiêu nhu trinh không tầm thường a à, bên người nàng một cái thái giám có thể để hai cái chức quan tứ phẩm quan viên cùng đi quả nhiên là uy phong lẫm liệt tôi nhị cô nương khách khí nhanh quỳ xuống tiếp chỉ đi tôi hiểu đường quen thuộc lý công công nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn đã từng quen biết dù sao hắn chỉ là một cái thái giám lý công công cũng là như thế chỉ có điều ai có thể muốn lấy được chỉ như vậy một cái tiểu nhân nhi lại để thái hậu ngày ngày nhớ nhung ở trong lòng muốn diệt trừ nàng tiếp chỉ tôi hiểu đường chịu đựng lý công công việc được tiếng nói ồn ào thanh âm ngước mắt liếc qua trong tay hắn màu đen vải lụa đây là tiêu nhu trinh ý chỉ ngươi ngươi đây là làm cái gì muốn tạo phản phải không. Đợi cho Lý Công Công đem ý chỉ hướng xuống thả thời điểm, trong chớp mắt, ý chỉ từ trong tay hắn không cánh mà bay, chờ lại nhìn thấy lúc, ý chỉ đã đến Tô Hiểu Đường trong tay. Ý chỉ bên trên nội dung vẫn như cũ là lưu vong Hắc Thủy, chỉ có điều thứ dân biến thành tội nhân, để bọn hắn đến Hắc Thủy đi làm khổ dịch. Tốt một cái khổ dịch. Ai biết cái này khổ dịch, bọn hắn làm bao lâu liền không có mệnh có lâm tướng quân cùng hơn một vạn binh sĩ ở đây, ngươi chớ có ngông cuồng. Lý Công Công thấy Tô Hiểu Đường đoạt lấy ý chỉ, hắn liền nhanh đi muốn, kết quả lại đối mặt Tô Hiểu Đường ánh mắt sắc bén. Ngày bình thường nhìn thấy Tô Gia Nhị cô nương luôn luôn đối đãi công nhân hòa hòa khí khí, là tốt nhất chung đụng một người, bây giờ chỉ cần một ánh mắt mà thôi, làm sao đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ chỉ bằng lấy nàng một thân cao thâm công phu? nhưng nàng cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, bạch thành thế nhưng là đóng giữ hơn một vạn binh sĩ. Lục ngạt. Uy hiếp nàng Nàng tô hiểu đường cả đời này ghét nhất người khác uy hiếp nàng. Tô hiểu đường môi mỏng khẽ mở, trong chốc lát, Lý Công Công thi thể chỗ khác biệt. Thấy cảnh này, một bên truy phủ dọa đến hai chân như nhũng ra, mặt khác một bên lâm tướng quân lại không hề bị lay động. Đều giết, đem hắn đầu lâu cho Tiêu Nhu Trinh đưa trở về. Hai ngày trước, U Châu truyền đến tin tức, U Châu đại loạn, mà bây giờ nơi này là trời cao hoàng đế xa bắc địa, Tiêu Nhu Trinh ra sao năng lực đem bàn tay đến nơi đây. Lâm Phóng, ngươi đang làm cái gì? Bọn hắn tại giết người, tại tạo phản. Bạch Thành Tri Phủ nhìn thấy nữ tử trước mắt, một kiếm giết chết một người, dọa đến trốn ở quan binh sau lưng, sắc mặt trắng bệch trừng lớn một đôi mắt nhìn chầm chầm Lâm Phóng. Cái này Lâm Phóng chẳng lẽ ngốc, trơ mắt nhìn nữ tử tại giết người, hắn lại ngay cả quản đều mặc kệ. Điên. Đúng là điên. Người tới, đem tri phủ đại nhân mời về phủ nha. Lâm Phóng nghe lương tri phủ hướng phía hắn la to, tấm lấy một gương mặt hắn lúc này mới giật giật, gọi binh lính sau lưng. Lâm Phóng, ngươi đây là làm cái gì? cũng đi theo tạo phản sao vừa nghe đến lâm phóng mở miệng lương tri phủ triệt để mắt trợn tròn đây là tình huống như thế nào lâm phóng vậy mà nhà bản quan biết ngươi nguyên lai cùng tô gia nhị cô nương là cùng một bọn tốt bản quan nhất định phải tại hoàng thượng trước mặt vạch tội ngươi một bản ngươi dám tạo phản lương tri phủ không ngốc nhìn thấy tràn diện này rốt cục phản ứng lại hắn liền nói Lâm Phóng làm sao lại nhìn trước mắt một màn không hề bị lay động, nguyên lai cũng muốn đi theo tạo phản A. À. Ta muốn tạo phản, ngươi bây giờ đã chết rồi. Nhìn Lương Tri phủ dọa thành một bộ cháu trai dạng, còn cùng không có đầu óc giống như hô to gọi nhỏ, Lâm Phóng đầy mắt két bỏ liếc mắt nhìn hắn. Nếu là hắn tạo phản, người thứ nhất giết chính là hắn. Còn đứng ngay đó làm gì, mời Lương Đại Nhân hồi phủ. Bạch Thành cùng Túc Châu Thành tình huống không sai biệt lắm, đều có binh sĩ đóng giữ, cũng chính là có binh sĩ đóng giữ, võ tướng quyền lực so quan văn lớn hơn rất nhiều. Lại thêm lâm phóng đối thủ hạ, dạy dỗ có phương, cho dù là lương tri phủ đại hô tiểu khiếu hắn tạo phản, các binh sĩ cũng đều chỉ nghe theo phân phó của hắn. Lâm thúc thúc Lương tri phủ bị binh sĩ mang đi, những quan binh khác bởi vì có lâm phóng tại, cũng không dám làm càng. Sau đó, mấy người lính ra tới thanh lý hiện trường. Tô hiểu đường thì dẫn mang theo đầu lâu lục ngạc đuổi theo lâm phóng bước chân, ba người đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương. Hồi lâu không gặp, đều trổ mã thành một cái đại cô nương. Mười năm không gặp đi, ta còn tưởng rằng lâm thúc thúc sớm đem ta cấp quên, không nhận ra ta đây. Không nghĩ tới lâm thúc thúc lại còn nhận ra, quả nhiên là hảo nhãn lực năm đó ngoại tổ sau khi qua đời, mặt gia trước kia bộ từ tán phải không sai biệt lắm, chỉ có mấy người còn tại làm quan. Chỉ có điều đều là ngoại phóng làm quan. Nhưng tôi hiểu đường làm sao cũng không nghĩ ra lâm phóng vậy mà tại Bạch Thành, lấy năng lực của hắn đóng giữ Bạch Thành, quả nhiên là đáng tiếc. Mười năm không thấy, người có thể nhận ra thúc thúc, cũng là hảo nhãn lực. Chỉ có điều thúc thúc có thể liếc mắt nhận ra ngươi, chỉ là bởi vì ngươi cùng ngươi nương dáng dấp thực sự là rất giống. Đúng, mẹ ngươi nàng còn tốt đó chứ. Tốt đây. Đoán chừng buổi chiều liền có thể đến. Nếu là nàng đến lúc đó nhìn thấy Lâm Thúc Thúc, sợ là vui vẻ hơn xấu. Năm đó ta chỉ hy vọng mẹ ngươi nhìn thấy ta sẽ không trách ta. Ta vẫn là không muốn gặp nàng, cái kia. Cái kia. Chương 114 bản lĩnh lại lớn, cũng không có hô mưa gọi gió năng lực. Lâm thúc thúc, chuyện năm đó, chuyện đột nhiên xảy ra, làm sao có thể trách ngươi? Ngươi tuyệt đối không được tự trách. Ngược lại là ngươi, năm đó đi được đột nhiên, nương những năm này một mực ghi nhớ lấy ngươi như trước kia mạt gia bộ hạ cũ. Năm đó phát sinh sự tình, cho dù ai đều ngoài tầm tay với, há có thể trách hắn? Ai Vừa nhắc tới mạc gia bộ hạ cũ, Lâm Phóng tràn đầy lòng chua xót, nhìn qua trước mắt đã là duyên dáng yêu kiều cô nương, càng là có chút cảm khái. Cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian, ngươi theo ta cùng một chỗ hồi phủ đi. Lâm Phóng thở dài một hơi, không muốn nhắc lại cùng chuyện cũ, thế là liền dời đi đề tài, mời lấy tô hiểu đường nhập phủ. Hắn đã vừa mới phái người ra khỏi thành nghênh đón người tô gia, chờ tiếp vào người, sẽ từ bọn hắn dẫn tới lâm thúc thúc nhập phủ liền không cần chúng ta tìm gian khách sạn ở lại là được bằng không tin tức truyền đến kinh thành sợ là muốn cho ngươi đưa tới tự dưng tai họa hai nhà tuy là quen biết cũ nhưng vẫn là ít đến quá khứ tốt bây giờ thân phận của bọn hắn tương đối mẫn cảm tiêu nhu trinh lại nhìn chằm chằm vào bọn hắn thực sự không cần thiết đem lâm gia cũng cho dính líu vào vừa rồi tại cửa thành thời điểm ta đều đã dính vào hiện tại cần gì phải để ý những thứ này lâm thúc thúc là hảo ý cái này ta biết nhưng chúng ta một đoàn người nhiều người nhiều miệng vẫn là ở khách sạn tương đối tốt ngươi yên tâm đợi cho mẹ ta vừa đến trong thành chúng ta nhất định đến nhà bái phỏng tôi hiểu đường một mà tiếp cự tuyệt lâm phóng thấy không khuyên nổi nàng trái phải suy nghĩ một phen cũng chỉ đành coi như thôi chẳng qua lại kiên trì đem các nàng hai cho đưa đến khách sạn, cũng giao tiền thuê nhà, hắn mới bằng lòng rời đi. cô nương, đồ vật đã đưa ra ngoài. từng. vừa đến khách sạn, lục ngạc liền liên hệ đến tường ký người. bạch thành cùng mặt thành tường ký năm ngoái mới vừa vặn đóng quân, bây giờ phát triển quy mô rất rất nhỏ, nhưng hiệu suất làm việc còn tính là không sai. cô nương, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Lâm tướng quân đối mặt gia tình nghĩa đúng là vẫn còn ở đó. Trước đó ngài không phải nói muốn tổ kiến đội ngũ, lấy nô tỳ kiến giải vụng về, lâm tướng quân chính là cái không sai ứng cử viên. Hắn năng lực là có, nhưng tổ kiến đội ngũ cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, bây giờ hắn thân là bạch thành thủ thành tướng lĩnh, rút không ra quá nhiều thời gian. Còn nữa, trước kia mạc gia bộ hạ cũ so hắn càng hữu tình nghĩa không ít người lâm phóng lúc trước đã lựa chọn lưu lại như vậy bây giờ sao tốt lại đi quấy rầy hắn bắt hắn cho kéo xuống nước được rồi việc này trước không nói sự tình giải quyết ta cũng đói chúng ta ra ngoài ăn chút cơm đi vừa đi ngang qua một nhà thịt dê quán mùi thơm xông vào mũi vâng tiêu thái hậu lại nhiều lần khiêu khích lần này đưa nàng một món lễ lớn nghĩ đến nàng đến lúc đó sinh khí bộ dáng lục ngạc trong lòng đã cảm thấy thống khoái. Tại tô hiểu đường chào hỏi dưới, chủ tớ hai người đi xuống lầu, đi vào bạch thành trên đường cái. So với phương Nam, Trung Nguyên Phủ Thành uyển ước, một mạc, bạch thành Phủ Thành liếc nhìn lại ra nghiêm túc mục Trong thành kiến trúc phần lớn lấy ra màu xanh gạch kiến tạo, bây giờ lá cây ố vàng, trời cao khí sản, thu ý nồng đậm. Gió thổi qua, thanh thanh lương lương, được không hài lòng ai các ngươi đều nghe nói không bây giờ toàn bộ trung nguyên đều lộn xộn người chết đói khắp nơi dân chúng lầm than chật chật quả nhiên là đáng thương a à. chuyện lớn như vậy chúng ta đương nhiên nghe nói đọc qua sách sử còn chưa từng ghi chép qua như thế lớn nạn hạn hán như thế cũng liền thôi hiện tại trung nguyên chiến hỏa bay tán loạn những cái kia khởi nghĩa thế lực còn tại đấu cái ngươi chết ta sống đi vào thịt dê quán, sát vách một cái bên cạnh bàn ngồi ba cái thư sinh ăn mặc nam tử, bọn hắn chừng 30 niên kỷ, vừa uống rượu, một bên đàm luận gần đây nghe nói sự tình. Ước chừng là thâm thụ xúc động, cảm khái rất nhiều. Những chuyện này, Tô Hiểu Đường ngay lập tức thu được tuyến báo, cũng ngay lập tức làm ra xử lý, nhưng đối mặt nạn hạn hán, nàng bó tay toàn tập. Bởi vì nạn hạn hán thiếu chính là nước, không phải lương thực, nàng bản lĩnh lại lớn, cũng không có hô mưa gọi gió năng lực. Toàn bộ Đại Chu, hiện tại trừ Đông Nam các nơi bên ngoài, Tây Nam, Tây Bắc thế lực đều ngo ngoe muốn động, ta nhìn triều đình này là sẽ đại loạn. Cũng không biết chiến hỏa có thể hay không đốt tới chúng ta nơi này. Không hổ là người đọc sách, đàm luận lên quốc gia đại sự đến, lầm lượt từng món. Ai biết được? Ta nhìn sẽ không? 15 năm trước, Mạc đại nguyên xoáy xuất quân đại thắng đột quyết, một cái để bọn hắn nguyên khí đại thương, thứ hai cùng bọn hắn ký kết dài đến 30 năm biên cảnh hòa bình hiệp nghị, ta nhìn không có 10 năm 8 năm, bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần bọn hắn bất động, ta nghĩ chúng ta cái này nơi hoang vu không người ở hẳn là sẽ không phát hiện chiến loạn. Đương nhiên, cũng không bài trừ chúng ta bên này người mình loạn. Nhị cô nương, ngươi không ăn à nha. Đi vào thịt dê quán, hai người muốn hai bát dê canh, một con đùi cừu nướng. Dê canh uống xong, đùi cừu nướng còn thừa lại một nửa. Lục ngạc còn đang lúc ăn, đối diện tô hiểu đường đã sát lên miệng. Ăn no. Nhà này lão bản cũng là thực sự, một bát dê trong canh tất cả đều là thịt, chất thịt mềm nát, một bát vào trong bụng, nàng liền no bụng. Lại ăn nhiều như vậy nướng thịt dê, Hiện tại cũng có chút chống đỡ. Ngươi từ từ ăn, không nóng nảy. Tô Hiểu Đường ăn no, nhìn xem Lục Ngạc còn tại ăn, nàng cười cười, bưng lên nước trà uống một ngụm. Trà là bình thường trà xanh, ăn mập chán dính đùi cừu nướng vừa vặn giải chán dính. Ở đâu ra tiểu ăn mày, như vậy không có mắt. Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng, là tiểu nhân không nhìn thấy va chạm cô nương các ngươi còn lo lắng cái gì, cho bản cô nương hung tợn đánh. Lục Ngạc gặm đùi dê, đột nhiên bên ngoài trên đường truyền đến một trận tiền ồn ào, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên đường một cái nhà giàu cô nương chính mang theo gia phó khi dễ hai cái tuổi không lớn lắm tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày nơi nào là hung ác gia phó đối thủ, ông đầu co quách tại trên mặt đất, mặc cho gia phó quyền đấm cước đá. Đây là nhà ai cô nương làm sao như vậy ương ngạnh? Thường Huynh, Trịnh Huynh, chúng ta đi xem một chút. Nhìn qua ngoài cửa sổ tranh chấp, tôi hiểu đường cùng lục ngạc còn muốn tốt có quản hay không việc này. Sát vách bàn ba cái người đọc sách lòng đầy căm phẫn lên. Một người trong đó hô hai người khác đi ra thịt dê quán, đi vào trên đường cùng cô nương kia lý luận lên. Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám quản bản cô nương sự tình, mau mau tránh ra, bằng không ta liền các ngươi cũng đánh. Vị cô nương kia không có chút nào nghe khuyên, người ta trôi qua về sau, một câu cứng rắn lời nói đều chưa hề nói, kết quả nàng so vừa rồi buồn bực phải còn muốn lợi hại hơn. Đưa tay chỉ những người đọc sách kia, chửi ầm lên lên, một điểm mặt mũi cũng không cho, có chút không nói đạo lý. Vị cô nương kia mang gia phó nhiều, từng cái thân thể khỏe mạnh, ngược lại là dọa người, ba cái kia người đọc sách gặp một lần tình thế không đúng, không dám tiếp tục liều lĩnh. Thấy thế, tô hiểu đường quệt quệt khóe môi, cho lục ngạc nháy mắt, lục ngạc hiểu ý, lặng lẽ bắn ra mấy khỏa viên cầu nhỏ. Viên cầu đập nện tại động thủ đánh người gia phó trên thân, nháy mắt bọn hắn ngã trên mặt đất, kêu trên một mảnh. Ai? Ai làm? Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, Tống Vũ Vi nhìn thấy mình mang gia phó tất cả đều ngã xuống đất, nàng dọa đến nháy mắt mặt mày trắng bệch. Chương 115, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 115, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ có điều ước chừng là ương ngạnh quen, cho dù là sợ hãi, nàng đều tại khàn giọng kiệt lực axit, ánh mắt quét về phía bốn phía. Còn tưởng rằng nàng lá gan bao lớn đâu, hóa ra là cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ thôi. Cũng không biết là nhà nào cô nương, vậy mà như vậy ương ngạnh. Nhị cô nương, muốn hay không hung hăng cho nàng một bài học, để nàng ghi nhớ thật lâu. Trên đường cô nương thao lấy thanh âm nghiêm nghị kêu lợi hại, trên thực tế hai chân tại khẽ run, dọa đến không được. Lục ngạc nhìn ở trong mắt, trong đầu trực dương dương, cha mẹ của nàng mặc kệ nàng, như vậy liền để nàng người ngoài này thật tốt giáo huấn nàng dừng lại. Dạy một chút nàng như thế nào làm người? Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, nàng có thế dưỡng thành hôm nay như vậy tính tình, không phải một sớm một chiều một lần giáo huấn có thể thay đổi. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, quản không được nhiều như vậy, đem hai đứa bé này cứu cũng đừng xen vào việc của người khác. Nhà khác cha mẹ đều mặc kệ, các nàng không cần như vậy lòng nhiệt tình trên mặt đất vội vàng vẽ vời thêm chuyện. Tôi hiểu đường mở miệng, lục ngạc cũng liền nghĩ tâm tư, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mực xem náo nhiệt cô nương kia một mực đang hô đang uy hiếp kết quả kêu đều bị mình nước bọt sặc đến vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào cuối cùng đợi nàng ho đến mặt đỏ tía tai đem tất cả cơn giận đều trút lên nhà của nàng bột trên thân giơ chân lên liền hướng phía trên đất da phó đá vào phế vật một đám phế vật đều nhanh lên lại không lên chờ ta đem các ngươi tay cũng cho chặt đứt tống vũ vi quyền đấm cướp đá một lần tiếp lấy một lần uy hiếp những cái kia gia phó lo lắng tính mạng của mình đành phải nhịn đau đứng lên ai biết vừa đứng lên bọn hắn lại bị vụn trộn công kích kết quả là bọn hắn tại tống vũ vi uy hiếp cùng công kích bên trong đứng lên đổ xuống vũ vi các ngươi đang làm gì đó trên đường người vây xem càng ngày càng nhiều hiện trường hỗn loạn tưng bừng tống vũ vi nhìn trước mắt tràn cảnh chính không biết như thế nào cho phải trong đám người toát ra một người người này không phải người khác chính là tống vũ vi ca ca tống đông dương ca nhìn thấy tống đông dương xuất hiện tống vũ vi một mặt mừng rỡ nhưng lập tức nghe được hắn hỏi nàng ánh mắt bắt đầu trốn tránh nguyên lai like đúng là tống quy mô người muội muội ta nói sao tống đông dương hai cái này tiểu ăn mày cũng là bởi vì không cẩn thận đụng phải muội muội của ngươi y phục muội muội của ngươi liền mệnh nhà ngươi gia phó đối bọn hắn hai cái quyền đấm cướp đá, thực sự đáng ghét. Tống Đông Dương vừa xuất hiện, vừa rồi từ thịt dê quán đi ra ba cái người đọc sách lập tức liền nhận ra hắn, một người trong đó trực tiếp cáo lên Tống Vũ Vi Hình. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là hai cái này tiểu ăn mày miệng phun ô nói, ta mới khiến cho nhân giáo húng bọn hắn. Tống Vũ Vi cũng còn chưa kịp phản ứng, nàng vậy mà liền bị cáo hình, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung tợn khoét cáo hắn trạng nam tử nhất mắt. Ngươi như vậy vu cáo ta, nhưng có chứng cứ. Ngươi muốn chứng cứ, hắn thật đúng là không có. Trong lúc nhất thời, đàm mậu nguyên bị đổi phải á khẩu không trả lời được. Vừa rồi sự tình phát sinh thời điểm, bên cạnh của các ngươi cũng không có những người khác, cho nên ngươi nói cái gì chính là cái đó, cũng không có chứng cứ chứng minh hai người bọn họ mắng ngươi. Ngay tại đàm mậu nguyên không biết nên như thế nào mở miệng thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo từ trong đám người truyền đến. Một thân áo lam, anh Tuấn Phi phàm vóc người thon dài nam tử hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người. Là hắn. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, lúc ấy cũng không có người ở đây, không thể nghe ngươi lời nói của một bên còn nữa liền xem như hai người bọn họ mắng ngươi hai tiểu hài tử mà thôi ngươi huấn hai câu cũng liền thôi nhưng ngươi lại sai người đối với hai bọn hắn ra tay độc ác ngươi một nho nhỏ nữ tử làm sao như vậy ác độc đột nhiên có người hát đệm đàm mậu nguyên liếc qua người tới lập tức kinh động như gặp thiên nhân nhưng cũng không quên tiếp tục thay hai tên ăn mày nhỏ giải thích ngôn ngữ sắc bén trực tiếp cho tống vũ vi phủ lên ác nữ thanh danh nếu là dạng này thanh danh bị chứng thực, đối một cái còn chưa xuất các cô nương mà nói, giống như nặng ngàn cân chùi. Ngươi cũng dám. Nghe nói đàm mậu nguyên nói nàng ác độc, Tống Vũ Vi lập tức nhịn không được, cắn răng đưa tay chỉ hướng nàng, muốn phát tác. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Tống Đông Dương tiến lên một cái níu lại nàng tay, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhanh lên cho bọn hắn xin lỗi. Ta. À, đau tại tống đông dương nắm chặt cổ tay nàng một khắc này tống vũ vi liền cảm thấy đau muốn cãi lại đến từ chỗ cổ tay lực càng lớn xin lỗi thật thật xin lỗi tống vũ vi không sợ trời không sợ đất cuộc đời sợ nhất người chính là nàng ca ca tống đông dương gặp hắn nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng sắc bén nàng nháy mắt tim đập như trống chầu không dám phản kháng cắn răng nói một câu xin lỗi đây là hai lượng bạc các ngươi một người một hai, nếu là trên thân vô cùng đau đớn, vậy thì nhanh lên đi y quán nhìn một cái. Thấy Tống Vũ Vi nói xin lỗi, Tống Đông Dương buông ra nàng tay, hướng phía kia hai tên ăn mày nhỏ đi đến. Nhìn qua trên mặt bọn họ máu ứ động, hắn liền nghĩ tượng đến Tống Vũ Vi để người hạ nhiều hung ác tay. Trong lòng ấy nấy sau khi móc ra hai lượng bạc đúc cho hai tên ăn mày nhỏ, cũng đưa mắt nhìn hai người bọn hắn biến mất trong đám người ai người đâu vừa rồi vị công tử kia đâu tiểu ăn mày đi đàm mậu nguyên trợn nhìn tống vũ vi cùng tống đông dương liếc mắt liền quay đầu đi tìm vừa rồi vị công tử kia muốn mời lấy hắn cùng một chỗ ăn thịt dê kết quả vừa quay đầu người vậy mà không gặp vị công tử kia đã sớm đi chạy đi đâu rồi nhị cô nương tần thiếu khanh làm sao tới bạch thành rồi Tần tiêu rời đi về sau, trên đường hỗn loạn một trận, Tống Vũ Vi bị Tống Đông Dương mang đi. Đàm Mậu Nguyên ba người tìm không thấy người, cũng trở về trở về. Đợi cho bên ngoài quay về thanh tĩnh, Lục Ngạc nhìn về phía tô hiểu đường không hiểu hỏi một câu. Từ lúc rời đi kinh thành về sau, bọn hắn tuyệt không chú ý qua Tần tiêu tình huống, ai biết lại sẽ ở đây nhìn thấy hắn. Đi thăm dò một chút đi, hỏi nàng nàng làm sao lại biết. Chỉ có điều Tần Tiêu cũng thật là mắc vụng về, sự tình liền phát sinh ở ngoài cửa sổ trên đường, hắn vậy mà nhìn đều không có hướng các nàng nơi này nhìn một chút. Nếu là tra được, hắn tới đây sợ là cùng chúng ta không quan hệ, cũng không tất nhất định phải gặp mặt. Nàng cùng Tần Tiêu mặc dù nhận biết, Tần Tiêu cũng trợ giúp qua nàng, nhưng cũng chính là sơ giao mà thôi, không cần thiết gặp mặt một lần nô tỳ biết. Nếm qua thịt dê về sau, lục ngạc đóng gói một chút, sau đó truyền đi một chút tin tức, trở lại khách sạn cùng tô hiểu đường một khối chờ đợi đội ngũ đến. Ngươi không có bị thương chứ? Tô gia một đoàn người bị lâm phóng người dẫn tới khách sạn, vừa đến khách sạn, mặt quyển Thanh vội vàng xuống xe ngựa tranh thủ thời gian đi vào tô hiểu đường trước mặt, kiểm tra thân thể của nàng. Giữa trưa đi ngang qua kia phiến rừng cây thời điểm, Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nàng đều dọa sợ Mẹ, ta cùng lục ngạc đều không có thụ thương Không bị tổn thương liền tốt Thấy tô hiểu đường tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn Sinh long hoặc hổ, mặt viễn thanh lúc này mới thở dài một hơi Trong kinh thành những người kia quả nhiên là ác độc Chúng ta bây giờ đều lưu lạc đến tận đây Bọn hắn cũng không chịu dừng tay Lần này, ngươi ra tay ra tốt nếu là không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, bọn hắn coi là thật chúng ta là nê hoàng tử bóp không có nửa điểm tính tình. Chương 116, lúc còn trẻ, người đều sẽ mắc sai lầm. Ngươi làm gì muốn nhìn ta như vậy? Mạc Quyển Thanh cùng Tô Hiểu Đường nói chuyện, một bên nói, một bên từ nàng bồi tiếp cùng một chỗ hướng gian phòng đi vào trong. Đi tới đi tới, Mạc Quyển Thanh phát hiện Tô Hiểu Đường nhìn chầm chầm vào nàng nhìn, khóe miệng còn ngậm lấy nụ cười. Ta còn tưởng rằng ta làm như vậy đại sự kinh thiên động địa, ngươi sẽ răng dạy ta dừng lại. Ngươi mới vừa rồi là không có nhìn thấy, nhị thúc mẫu xem ta trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng cùng sợ hãi. Giết tiêu thái hậu người, cái này không bày rõ ra muốn cùng triều đình chơi lên, là như là tạo phản miệng rộng, đổi lại là thường nhân gặp được dạng này sự tình, sợ là đã sớm sợ vỡ mật mạc quyển thanh không những không sợ lại tán dương nàng làm tốt có mẫu như thế tử phục cầu gì hơn a à? ta huấn ngươi làm cái gì ngươi bây giờ lớn lên làm chuyện gì đều có chừng mực nương yên tâm cũng sẽ không nhiều quản tôi hiểu đường thông minh như vậy không thể lại đem người bên cạnh đưa vào hiểm cảnh cho nên nàng làm sự tình nhất định là nghĩ sâu tính kỹ qua nương thật tốt Mạc Quyển Thanh hiếm khi nói dạng này khiến người động tình lời nói, tô hiểu đường nghe cảm động, lôi kéo nàng tay, cùng một chỗ vào phòng. Mẹ, trước đó ta gặp được Lâm Thúc Thúc, nói chờ ngươi đến trong thành, sẽ đi chung với ngươi hắn nơi đó bái phỏng. Sau khi trở lại phòng, lục ngạc bưng tới trà nóng, chờ Mạc Quyển Thanh uống hai ngụm, tô hiểu đường lúc này mới đề cập Lâm Phóng sự tình. Lâm Phóng phái đi người tại đụng phải bọn hắn thời điểm đã nói rõ ý đồ đến, mà Quyển Thanh đã biết Lâm Phóng tại Bạch thành sự tình. Ta cùng hắn nhiều năm không thấy, theo lý thuyết hoàn toàn chính xác hẳn là đi gặp một mặt, thế nhưng là, chờ gặp mặt, ta muốn nói với hắn cái gì đâu. Một khi gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ nhấc lên chuyện xưa. Bây giờ, nàng không nguyện ý nhất đề cập chính là trước kia thương tâm chuyện cũ. Nếu là nương không muốn gặp, ta liền để lục ngạc về chính là chúng ta ở đây ở lại một đêm sáng sớm ngày mai liền xuất phát mặt quyển thanh trong lòng lo lắng tôi hiểu đường có thế tưởng tượng ra được cho nên gặp nàng khó xử nàng làm nữ nhi tự nhiên hướng về nàng nàng không muốn gặp liền không gặp trái phải cũng không phải nhất định phải gặp mặt một lần không thể đại nương tử lâm phủ người tới giờ phút này ngay tại dưới lầu ngay tại mặt uyển thanh do dự đi cùng không đi thời điểm mang theo bọc quần áo đi lên thường má má mang hộ đến một câu. Nghe vậy, Mạc Quyển Thanh cùng Tô Hiểu đường liếc nhau. Cùng một chỗ đi xuống xe một chút đi. Người đều đến. Lúc này, không muốn gặp cũng phải thấy. Mạc Quyển Thanh không do dự, vỗ nhẹ Tô Hiểu đường tay, hai người đứng dậy, một trước một sau ra cửa. Khách sạn dưới lầu trong đại sảnh, Lâm Phóng đang đứng ở nơi đó hướng phía trên lầu nhìn, tại mạc quyển thanh xuất hiện một khắc này hắn tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ đợi cho mạc quyển thanh hướng hắn khẽ vuốt cầm một khắc này hắn nhấc lên áo choàng hướng phía nàng quỳ xuống lâm phóng gặp qua tứ cô nương nhanh mau dậy đi mạc quyển thanh ngoài miệng nói không muốn gặp trên thực tế lần nữa nhìn thấy cố nhân thời điểm hốc mắt của nàng lập tức liền ướt át cao hứng rất nhiều nhìn thấy lâm phóng quỳ xuống nàng tranh thủ thời gian xuống lầu tiến lên nâng, đỡ một cái lại tranh thủ thời gian buông tay ra. Thật sự là nhiều năm không gặp, cảnh còn người mất. Năm đó một lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Phóng thời điểm, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, chính vào hăng hái niên kỷ, bây giờ tuổi gần 40, trên mặt đã tràn đầy gian nan vất vả. Ta lão, chẳng qua tứ cô nương vẫn là ban đầu bộ dáng. Ngươi là lão, chẳng qua tính tình còn giống như trước kia lời mặc dù không nhiều nhưng miệng chỉ toàn chọn một tốt hơn nói cho ta nghe mười năm nàng cũng không phải thần tiên làm sao có thể vẫn là ban đầu bộ dáng là người đều sẽ già Mặt quyển thanh cảm khái một câu vương tay làm một cái tư thế xin mời ngồi đi chúng ta tọa hạ trò chuyện tứ cô nương ta đã để trong phủ đầu bếp chuẩn bị kỹ càng thịt trụ chúng ta vẫn là đến ta phủ thượng tụ học một chút đi. Cũng tốt. Lâm Phóng hết lần này tới lần khác mời, mà Quyển Thanh mặc dù không muốn đi, nhưng thịnh tình không thể chối từ, do do dự dự ở giữa, liếc tô hiểu đường liếc mắt về sau, vẫn gật đầu. Đúng, ngươi không muốn luôn luôn giống như trước kia mở miệng một tiếng tứ cô nương gọi, ngươi gọi ta chớ nương tử là được. Tứ cô nương, tứ cô nương nếu là nàng còn chưa xuất cát, dạng này gọi nàng không quan trọng, hiện tại nàng hơn 30 tuổi, sinh nữ nhi đều 16 tuổi. Chớ, chớ nương tử. Không phải đại nương tử sao? Làm sao thành chớ nương tử? Mẹ, ngươi lên trước lâu đi đổi thân y phục đi. Thường má má. Nhìn thấy lâm phóng đột nhiên một mặt kinh ngạc, tôi hiểu đường sợ mạc viễn thanh sẽ xấu hổ, không dễ làm lấy mặt nàng giảng thuật nhà bọn hắn sự tình, thế là liền tranh thủ thời gian xen vào một câu miệng, cũng hô thường má má tới dìu nàng lên lầu. Đợi cho nàng vừa đi, tôi hiểu đường liền đơn giản cùng Lâm Phóng giải thích vài câu. Ngay từ đầu thời điểm, ta đã cảm thấy tô triết không phải người tốt lành gì, không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy gan to bằng trời, không để ý chút nào sinh tử của các ngươi đi trù tính kia hư vô mờ mịt tiền đồ nếu như ngày nào ta gặp được hắn, nhất định nhất định phải chính tay đâm hắn không thể. Mạch gia ra tới người quả thật từng cái tính tình nóng nảy, cái này còn không có như thế nào, lâm phóng liền phải chính tay đâm tô triết. Chẳng qua nếu là hắn thật có thể chính tay đâm tô triết, tô hiểu đường nhất định sẽ nói với hắn tiếng cảm ơn. Đã như vậy, vậy các ngươi là dự định đi hắc thủy định cư rồi. Tô hiểu đường giết tiêu thái hậu người, sợ sẽ là ỷ vào thiên hạ đại loạn tiêu thái hậu hoàng mỹ đem bàn tay đến nơi đây nếu là trận này chiến loạn một mực không ngừng nghỉ nơi này liền sẽ một mực an toàn nhưng nếu là có một ngày thiên hạ đại định tuyệt không đổi chủ tạm thời định cư nếu là tình huống không đúng chúng ta nói không chừng sẽ tiếp tục hướng bắt đi cũng có lẽ sẽ đi hải ngoại ngươi ngược lại là lòng mang rộng lớn cùng ngươi nương lúc còn trẻ giống nhau như đúc chỉ tiếc mẹ ngươi lúc còn trẻ bị tình yêu che đôi mắt sai gã cho người cũng không tiếp tục phục năm đó hướng bắt đi đi hải ngoại liền hắn cũng không dám đi tưởng tượng hết lần này tới lần khác cô hiểu đường dễ như trở bàn tay liền nói ra tới mà nhìn dáng dấp của nàng cũng không chỉ là nói đơn giản nói mà thôi nếu như thật đến ngày ấy xem ra nàng tuyệt đối sẽ đi làm lâm thúc lời này Ngươi nói cho ta một chút là được, nhưng tuyệt đối không được tại mẹ ta trước mặt sắc. Lúc còn trẻ, người đều sẽ mắc sai lầm, nàng đã ăn chay niệm Phật nhiều năm, vì chính là quên chuyện cũ trước kia. Ngươi yên tâm, ngươi lâm thúc ta còn không có ngốc như vậy, chỉ là thay mẹ ngươi cảm thấy không đáng thôi. Vì một cái nam nhân như vậy, lãng phí mình tốt nhất mấy năm thời gian. Chẳng qua may mắn chính là, mẹ ngươi sinh ngươi tốt như vậy một đứa con gái, tin tưởng trong nội tâm nàng đầu càng nhiều hơn chính là vui mừng tôi hiểu đường từ xuất sinh đến nay liền so bình thường hài tử thông minh bây giờ nhiều năm không gặp nàng càng làm cho người lau mắt mà nhìn nhìn nàng thủ đoạn sấm rền gió cuốn cùng đối kháng quyền uy dũng khí cho dù là sống nhiều năm hắn đều không kịp nàng nửa phần lâm thúc ta phát hiện vừa rồi mẹ ta có câu nói nói rất đúng lời gì mẹ ta kể ngươi chỉ toàn sẽ chọn một tốt hơn lời nói hống người. Quả nhiên, lời này của ngươi nói, để trong lòng ta đầu cảm thấy thật cao hứng. Chương 117, dọc theo con đường này, lão tử yêu thương ngươi. Cái này. Nhìn tô hiểu đường nhìn về phía hắn một mặt vui cười, lâm phóng lập tức mặt đỏ lên, cảm thấy vạn phần co quắc. Mẹ ta xuống tới. Tô hiểu đường lúc đầu nghĩ trêu chọc Lâm Phóng, Ai biết hắn vậy mà như vậy không khỏi đùa, nói đỏ mặt liền đỏ mặt. Chung Quy là trưởng bối của mình, tôi hiểu đường cũng không có quá mức, gặp hắn ngượng ngùng lập tức dời đi đề tài. Lầu hai đầu bậc thang, mà Quyển Thanh đổi một thân sạch sẽ màu lam vải thô khúc cư, y phục bên trên không có một cái hoa văn. Búi tóc đơn giản kéo lên, vẻn vẹn cắm một chi trâm gỗ đào. Ăn mặc giản lược, mà không mất đi dịu dàng nhưng toàn thân trên dưới tìm không thấy hơn 10 năm trước bất luận cái gì cái bóng hoàn toàn cùng biến thành người khác giống như ký ức trùng điệp lâm phóng lòng tràn đầy tiếc hận mẹ trước kia ta còn chưa xuất các thời điểm nghe nói cái này lâm tướng quân từng đối đại tẩu cố ý cũng không biết có phải là thật hay không lầu hai khách phòng cổng triệu lệ quân nhìn qua mạc quyển thanh tôi hiểu đường chủ tớ bốn người đi theo lâm phóng rời đi liếc qua đứng bên người triệu hoàng bội bắt đầu nhịn không được bác quái, có phải là thật hay không? Ngươi đi hỏi một chút nàng hoặc là đi hỏi một chút ngươi nhị điệt nữ chẳng phải được rồi? Nghe nói triệu lệ quân về sau triệu hoàng bội cắn răng, mặt chỉ chốc lát lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, bản khởi một gương mặt mở miệng, ta, ta nào dám a? À? Bây giờ bọn hắn tô gia toàn tộc người đều bị tô hiểu đường một người cho nắm đến xếp sao? Tôi hiểu đường lại giết người không nháy mắt, tiêu thái hậu người đều dám giết. Nàng là ăn gan hùng mật báo dám đi treo chọc các nàng hai mẹ con. Không dám liền ngậm miệng. Nếu là ngày nào ngươi cái miệng này nói không nên nói, lấy tô hiểu đường lãnh huyết tính tình, nói không chừng sẽ bôi ngươi cổ. Tô hiểu đường cái này, không để ý chút nào cùng huyết mạch thân tình, vong ân phụ nghĩa đem cha nàng từ gia phả bên trong xóa tên. Từ xưa đến nay, còn không thấy nhà ai con cháu làm ra qua bực này bất trung bất nghĩa sự tình. Triệu Hoàng bội trong lòng oán hận. Nhưng lại oán hận lại như thế nào, Nhị Nhi tử uất ức không cố gắng, cái rắm cũng không dám thả một cái, Tam Nhi tử khi biết việc này về sau, càng quá phận, liền kém vỗ tay liền tốt. Ta. À. Triệu Hoàng bội mới mở miệng dọa đến Triệu Lệ Quân nhớ lại Bạch Thành trên đường kia một đống thi thể, nháy mắt sắc mặt trắng bệch hai tay bảo vệ cổ của mình đợi cho kịp phản ứng nhìn về phía triệu hoàng bội thời điểm triệu hoàng bội đã trở về trở về nhà lưu lại chính nàng tại nguyên chỗ phía sau gió lạnh sưu sưu tôn thúc ngươi đang nhìn cái gì đâu khách sạn lầu 2, hổ tử cùng tôn đại quang một gian phòng ốc hổ tử bày xong giường quay đầu nhìn thấy tôn đại quang đứng tại bên cửa sổ điểm lấy chân nhìn ra phía ngoài tò mò Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ, đưa đầu ra nhìn ra phía ngoài, một bên nhìn, vừa mở miệng hỏi. Sách, tiểu tử ngươi hù chết ta, đi đường làm sao một điểm thanh âm đều không ra A. À? Hổ tử mới mở miệng, tôn đại quan có tật giật mình, nổi da gà lên một thân, thân thể cũng đi theo rung lên. ghét bỏ liếc hổ tử liếc mắt, quát nhẹ một câu. Ta đi đường lên tiếng A, là chính ngươi xem quá nhập thần. Căn này khách sạn quy mô rất lớn, nhưng hẳn là nhiều năm không có đã tu sửa, cách tầng bên trên một sàn nhà đi ở phía trên két trung động. Làm sao có thể không có động tĩnh? Hổ Tử lật một cái liếc mắt, ánh mắt rơi vào dưới lầu, xe ngựa chậm rãi chạy động, là lâm tướng quân xe ngựa. Công thúc, gần đây ta phát hiện ngươi đối chớ gì có phải là quá chú ý một chút. Hắn nói Tôn đại quan đưa đầu đang nhìn cái gì đâu? Hóa ra là chớ Di. Từ lúc lần trước lộ huyện chớ Di ra tay chém giết Sơn Phỉ về sau, tôn đại quan liền đối chớ Di phá lệ quan tâm, thường xuyên cho nàng nấu thuốc thiện không nói, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn chầm chầm chớ Di ngẩn người. Ngươi cái hỗn tiểu tử nói cái gì? Muốn ăn đòn a ngươi? Hổ Tử đột nhiên đến một câu như vậy, tôn đại quan sững sờ nửa ngày mới phản ứng được, lập tức mặt đỏ tới mang tai tức giận đến cắn răng đưa tay cài bộ dáng muốn đi đánh hắn. Mà hổ tử Nghiêng người vừa trốn, vẫn như cũ không buông tha, ta nói cái gì chính ngươi trong đầu rõ ràng, ta nói cho ngươi ngươi thiếu đánh chớ di chủ ý, chớ di là không thể nào coi trọng ngươi. Tốt! Tôn Đại quan quả nhiên ôm lấy một bụng ý đồ xấu. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bộ dáng, nhưng có một chút xứng với chớ di địa phương, quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi cái ranh con còn nói, dọc theo con đường này, lão tử yêu thương ngươi. Trên đường đi đi tới, Mạc Quyển Thanh cùng tô hiểu đường chiếu cố hổ tử không tiện, đều là từ tôn đại quan tại trong non. Hai người quan hệ tốt cùng thân phụ tử, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ăn cây táo rào cây sung, dám nói như thế hắn. Tôn đại quan tức giận tới mức mài răng, Cầm lên một bên chổi lông gà liền hướng trên người hắn chào hỏi, dọa đến hổ tử chạy trối chết. Hai người ngươi truy ta đuổi, lúc đầu bình tĩnh trong khách sạn nháy mắt náo nhiệt. Mẹ, ngươi khẩn trương A. À. Xe ngựa chậm rãi chạy động, bởi vì trời lạnh gió lớn, tô hiểu đường tuyệt không rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài phong cảnh, mà là lặng im lấy giết thời gian. Trong xe dưới ánh nến lắc lư, làm nổi bật tại mặt quyển thanh trên mặt tôi hiểu đường hướng nàng nhìn lại nhìn nàng sắc mặt cũng không dễ nhìn ta khẩn trương cái gì chỉ là nhiều năm không gặp không biết nên nói cái gì cho phải sớm biết ta liền không nên đã đáp ứng tới mười năm nàng đã sớm không phải mình trước kia nhìn thấy người mình quen lúc có vĩnh viễn nói không hết chủ đề hiện tại nàng trong đầu trống trơn còn muốn không đến nên bắt đầu nói từ đâu chuyện cũ không biết nên nói cái gì vậy liền nói ít một chút, dù sao Lâm Thúc cũng biết được tính tình của ngươi, sẽ hiểu ngươi. Từng. Đến đều đến, hối hận cũng vô dụng. Mạc Quyển Thanh than nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ tô hiểu đường tay. Khách sạn cách Lâm Phủ cũng không xa, không nghĩ tới vẻn vẹn liền cách một con đường mà thôi, cho nên đang nghe có người nói đến thời điểm, người bên trong xe còn có chút kinh ngạc. Ta tới. Xe ngựa dừng lại, thường má má muốn đi nâng mặt Uyển Thanh, nhưng bị Tô Hiểu Đường cho ngăn lại. Nàng thì tiến lên, trộn lẫn lấy nàng cùng một chỗ xuống xe. Trước xe, Lâm Phóng đã chờ đợi ở đây, mà Tô Hiểu Đường cùng mặt Uyển Thanh sau khi xuống xe, còn không có thấy rõ tình huống chung quanh, một đạo âm thanh kích động truyền đến. Tứ cô nương Mạc Viễn Thanh vừa đứng vững, chợt nghe có người gọi nàng, hướng phía thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, từ lâm phủ cổng bước nhanh đi tới một cái cùng với nàng niên kỹ tương tự phụ nhân. Phụ nhân này dáng người yểu điệu, xinh đẹp động lòng người, một đôi doanh doanh hoa đào trong mắt ngậm lấy oánh oánh nước mắt, tay cầm khăn mùi xoa, bổ nhào vào mặt quyển Thanh trước mặt. Cứ cô nương. Ai nha? Mặt quyển Thanh nhìn chầm chầm người tới, nhíu mày, trước mắt cái này một mặt, nàng nhìn xem có chút không hiểu quen thuộc làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào nhìn thấy qua có thể từ nàng mỗi tiếng nói cử động bên trong tựa như là nhận biết nàng mẹ là tống phó tướng nhà nương tử mà quyển thanh không nhận ra người này rất bình thường này phụ nhân là tống phó tướng nương tử chỉ có tại nàng 3 tuổi sinh nhật thời điểm xuất hiện qua một lần nhưng bởi vì lúc ấy nhiều người sợ cũng chính là tôi hiểu đường như vậy trí nhớ siêu quần người có thế nhớ được Tôi hiểu đường tại Mạc Quyển Thanh bên tai nhất lên tống phó tướng, nàng lập tức liền hiểu rõ. Chương 118, nàng rõ ràng chính là thích lâm tướng quân. Ngươi là âm tay áo. Mặt da dưới trướng người, Mạc Quyển Thanh đều nhớ rất rõ ràng, cho dù là chưa thấy qua gia quyến, nàng cũng nhất nhất ghi nhớ tên của bọn hắn. Tống phó tướng nương tử, tên là Phùng Âm Tụ. Tôi hiểu đường không biết là, Mạc Quyển Thanh không chỉ gặp qua nàng một lần, mà là hai lần. Lần thứ nhất thời điểm là nàng mang tô hiểu đường 7 tháng thời điểm, tống phó tướng cùng phùng âm tụ nữ nhi trăng tròn, nàng tự mình đi đưa hành lễ. Tứ cô nương còn nhớ rõ ta. Phùng âm tụ nghe xong Mạc Quyển Thanh gọi tên của nàng, lập tức vui đến phát khóc, nước mắt hạt châu ào ào hướng xuống rơi. Rất là kích động. Nhớ kỹ, chỉ có điều. Những năm này, Người biến hóa cũng quá lớn. Mặt da người, nàng làm sao lại không nhớ rõ. Chỉ là phùng âm tụ những năm này bộ dáng thay đổi thực sự là quá lớn, trước kia nàng thân thể có chút béo, chí ít có nặng hơn 150 cân. Bây giờ sợ là không hơn trăm cân. Từ lúc quan nhân sau khi đi, ta được một trận bệnh nặng, thân thể cốt cách ngày càng lụn bại, may mắn phải lâm tướng quân trong non, mới đưa đem sống tiếp được từ đó ta liền không có lại ăn béo qua mạc quyển thanh mới mở miệng phùng âm tụ liền tự lên năm đó chuyện cũ tống phó tướng cũng là chết tại trận chiến kia ở trong âm tay áo cổng gió lớn chúng ta vẫn là đi vào nói đi phùng âm tụ lôi kéo mạc quyển thanh nói chuyện ngay từ đầu nói đến còn rất tốt kết quả đột nhiên nhất lên tống phó tướng chuyện năm đó là mỗi người không muốn hồi ức vết sẹo Bây giờ gặp lại là việc vui, vẫn là không nên đem bầu không khí làm cho quá quạng cua ẻ. Lâm Phóng hợp thời nhắc nhở, Phùng âm tụ cũng phản ứng lại, lao một cái nước mắt, liên tục gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là nhanh tranh thủ thời gian đi vào đi. Tại Lâm Phóng cùng Phùng âm tụ mời mọc, cả đám đi theo hướng trong phủ đi đến, tô hiểu đường đi theo một bên, ánh mắt lại rơi tại Phùng âm tụ sau lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi trên thân là bọn hắn. Giữa trưa trên đường gặp phải kia một đôi huynh muội. Theo tôi hiểu đường biết, sớm tại 10 năm trước thời điểm, Lâm Phóng Tuyệt không thành thân sinh con, như vậy cái này một đôi huynh muội hẳn là phùng âm tụ, cũng chính là tống phó tướng nhi nữ. Năm đó trận đại chiến kia về sau, mà quyển thanh móc sạch vốn liếng đền bù mặt da dưới trướng gia thuộc, mà lúc trước phùng âm tụ một nhà theo quân, đợi trái đợi phải đợi không được bọn hắn hồi kinh, không nghĩ tới bọn hắn một nhà đúng là một mực đi theo lâm phóng. Đông Dương, Vũ Vi, mau tới đây gặp qua các ngươi. Một đoàn người vào phòng, Mạc Viễn Thanh tại lâm phóng xin chỉ thị tại chủ tọa ngồi xuống, hắn thì tại mặt khác một bên ngồi xuống. Hai người vừa dứt tòa, Phùng âm tụ liền kêu gọi Tống Đông Dương cùng Tống Vũ Vi cùng Mạc Viễn Thanh hành lễ, kết quả lại không biết nên như thế nào xưng hô nàng. Gọi đại nương là được. Lớn lao nương. Lớn lao nương. Tống Vũ Vi tại trên đường cái thời điểm người còn ương ngạnh vô lễ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà biểu hiện được cùng đổi một người giống như. Mạc Viễn Thanh vừa mới nói xong, nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào cung kính thi lễ một cái. Nhiều năm không gặp, lại đều dài đại thành người. Mạc Viễn Thanh nhìn trước mắt trổ mã thắng thầu gây nên một đôi huynh muội, nàng cười nhẹ nhàng, một mặt vui mừng, thân thiết hô, mau dậy đi. Hiểu đường gặp qua Phùng Di. Tống Đông Dương cùng Tống Vũ Vi hướng mặt Viễn Thanh đi xong lễ, cô hiểu đường cũng đi hướng Phùng âm tụ cho nàng thi lễ một cái. Cái này thi lễ đi phải tự nhiên hào phóng, không chút nào dây dưa dài dòng, rất có đại gia phong phạm. Nhị cô nương khách khí, mau mời ngồi. Tại tôi hiểu đường xuống xe một khắc này, Cùng âm tụ liền chú ý tới nàng, nàng giống như hoa sen mới nở, muốn để người xem nhẹ cũng khó khăn. Những năm này, bọn hắn dù ở xa Bạch Thành, nhưng cũng từng nghe nói không ít kinh thành vật sự, nhưng nghe nói nhiều nhất thì là tướng phủ đại cô nương Văn Thải, tam cô nương Mỹ Mạo, ngược lại là không nghe nói qua nhị cô nương. Bây giờ gặp một lần, không nghĩ tới tô gia nhị cô nương cũng trổ mã phải như vậy kinh diễm, nhìn nàng tuổi còn trẻ một thân lỗi lạc khí độ, rất có một phong phạm. Đáng tiếc. Nếu là lúc trước thái tử đăng cơ xưng đế, như vậy nàng. Đa tạ. Cho phùng âm tụ đi xong lễ, tôi hiểu đường một bên nói cảm ơn, một bên hướng phía tống đông dương, tống vũ vi đi cái ngang hàng lễ. Đi hành lễ, tôi hiểu đường tại đại đường một bên trên ghế ngồi ngồi xuống, tiếp xuống lâm phóng, mạc uyển thanh, phùng âm tụ ba người liền nói chuyện phím lên bởi vì nhanh đến giờ cơm ba người cũng không có trò chuyện bao lâu một đoàn người liền đi khách sảnh ăn cơm lúc ăn cơm bọn hắn tiếp tục một bên ăn một bên trò chuyện nhưng ăn ý ai cũng không có đề cập chuyện cũ tỷ tỷ là hoàng hậu hắn là tể tướng ai có thể muốn lấy được quyền thế ngập trời tướng phủ lại một khi luân lạc tới tình trạng như thế sau buổi cơm tối phùng âm tụ mặc dù cực lực giữ lại nhưng vẫn không có lưu lại mạc uyển thanh mẫu nữ. Đưa mắt nhìn các nàng cưỡi lên xe ngựa đi xa về sau, đứng tại lâm phóng bên người nàng than nhẹ một tiếng đột nhiên cảm khái. Triều đình thay đổi thôi, cái này rất bình thường. Chợt nghe phùng âm tụ mở miệng, lâm phóng ngẩn người, lập tức mở miệng trả lời một câu, người liền xoay người về phủ. Lưu lại phùng âm tụ đứng tại chỗ, trong đầu ngũ vị tạp trần. Mười năm, nàng vẫn như cũ chưa trong lòng của hắn lưu lại một chỗ cắm dùi. Ngươi có lời cứ nói. Về khách sạn trên đường, ai cũng không nói gì, tiến vào khách sạn về sau, mà Quyển Thanh căn dặn tô hiểu đường một câu, các nàng liền riêng phần mình trở về nhà. Trở lại phòng bên trong, lục ngạc đánh tới nước ấm cho tô hiểu đường rửa mặt, tô hiểu đường rửa mặt xong, lại lấy nước ngâm ngâm chân. Mà nàng ngâm chân ngâm bao lâu, ở một bên thu thập chăn đệm nằm dưới đất lục ngạc liền nhìn lén nàng bao lâu, một mặt tâm sự. Đại nương tử cùng nhị cô nương không nói, nô tỳ không dám nói. Lâm phủ sự tình cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, chúng ta ngày mai muốn đi. Lục ngạc suy nghĩ gì, tôi hiểu đường nơi nào sẽ không biết. Đơn giản chính là tống vũ vi trong ngoài không đồng nhất. Phùng âm tụ tuyệt không gả cho lâm phóng, những năm gần đây lại một mực ở tại lâm phủ lấy lâm phủ đương gia chủ mẫu tự cho mình là hôm nay tại trên bàn cơm nhìn nàng một phen diễn xuất quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào năm đó tống phó tướng bỏ mình lại không tốt mà quyển thanh cũng sẽ không thua thiệt bọn hắn một nhà không nghĩ tới phùng âm tụ lại quay đầu leo lên trên lâm phóng còn nói cái gì mình không chỗ nương tựa lâm phóng thiện tâm thu lưu hạ mẹ con bọn hắn nếu là nàng nhớ kỹ không sai phùng thị người nhà mẹ đẻ bây giờ còn tại trong kinh thành thật tốt sinh hoạt nàng rõ ràng chính là thích lâm tướng quân đi theo lâm phóng bên người nhiều năm chiếu cố lâm phóng nhiều năm nếu là lâm phóng đối nàng hữu tình bọn hắn sớm tại cùng một chỗ chỉ tiếc thần nữ cố ý tương vương vô tâm nhưng cái kia tống vũ vi như vậy sợ là sớm tối cho lâm tướng quân chọc phiền phức trên đời này không phải người người đều ngốc lâm thúc nếu là ngốc lúc trước tuyệt không có khả năng tiến vào mạch da cũng tuyệt không có khả năng sống đến hôm nay ngươi yên tâm liên quan tới tống vũ vi làm người như thế nào hắn đoán chừng so chúng ta trong đầu còn có số liền tống vũ vi điểm kia tiểu tâm cơ dỗ dành đồ đần thôi lâm phóng thông minh như vậy tự nhiên trong đầu rõ ràng chỉ là Tống Vũ Vi hành động còn không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên hắn một mực ẩn nhẫn không phát thôi. Dù sao đối với hắn mà nói, Tống Vũ Vi thân phận vẹn vẹn trước kia cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ nữ nhi. Chương 119: Treo sông sâu ngàn mét. Hắn một ngoại nhân không tốt quản giáo. Tôi Hiểu Đường đem lời nói đến đây cái phân thượng, lục ngạc trong lòng hiểu rõ, liền cũng liền ngậm miệng lại đem nước rửa chân mang sang đi, trở về liền gặp Tô Hiểu Đường đã cõng mép giường nằm xuống. Thấy thế, nàng tiến lên giúp nàng dịch một chút chăn mền, quay người dập tắt phòng bên trong đèn. Thật tình không biết, Tô Hiểu Đường tuyệt không chìm vào giấc ngủ, đèn vừa diệt, nàng liền mở mắt. Hôm nay lâm phủ chuyến này, các nàng nhưng thật ra là có thể từ chối nhã nhặn, nàng sở dĩ đáp ứng đi, là bởi vì hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy lâm phóng về sau, làm đề cập mạc quyển thanh thời điểm, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình chập chờn rất lớn. Tô hiểu đường lúc nhỏ liền nghe nói có người nói lâm phóng thích nàng nương, thế là liền nghĩ thầm tô triết đã bị tô gia xóa tên, cho mạc quyển thanh tìm thích hợp bạn cũng không phải không thể. Đi lâm phủ đi một chuyến, xem như thăm dò kỹ, dù sao nhiều năm không gặp, cũng không biết lâm phóng đến cùng là cái gì tình huống. Kết quả vừa đi, quả nhiên là khiến người ta thất vọng. Lâm Phóng cùng Tống Phó Tướng là vào sinh ra tử huynh đệ không giả, có thể để huynh đệ quả phụ đi theo mình một cùng chính là 10 năm, thực sự là để người. Không biết nên như thế nào bình luận việc này. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn trọng tình nghĩa, nhưng đứng tại tô hiểu đường trên góc độ của mình, nàng không chịu nhận nam nhân như vậy. Cũng may mắn. Lâm Phóng mặc dù đối nàng nương cố ý, nhưng nàng nương khi nhìn đến lâm phóng lúc, lại một mực cầm nàng làm mạt gia bộ hạ cũ đến xem. Trong ánh mắt không có nửa phần tình ý. Nếu là thật có tình ý, nếu như có một ngày hai người cùng một chỗ, phùng âm tụ tất nhiên là cái khó giải quyết tồn tại. Mà bởi vì lâm phóng quá nặng tình nghĩa, khẳng định sẽ không quả quyết, đến lúc đó khó xử khẳng định là mạc quyển thanh. May mắn, may mắn. Một đêm không mộng, Hôm sau trời vừa sáng, người tô gia tại khách sạn lầu một đang dùng điểm tâm, Lâm Phóng liền mang theo phùng âm tụ tìm tới. Chớ nương tử, các ngươi thật không tại Bạch Thành sống thêm mấy ngày. Phùng âm tụ vừa tới nơi này, lôi kéo mặt viễn thanh tay liền cực lực giữ lại nàng, trên mặt biểu lộ có nhiều không bỏ giống như. Cả một nhà người không thích ở chỗ này lưu thêm, còn nữa, trời lạnh, chúng ta phải tranh thủ thời gian đến mặt thành. Đến lúc đó, còn phải có thật nhiều chuyện bận rộn sống. Đối với phùng âm tụ giữ lại, mà quyển thanh dịu dàng cự tuyệt, mà phùng âm tụ nghe vậy, một mặt đau buồn. Đã như vậy, vậy ta chuẩn bị một chút đồ vật, các ngươi nhất định phải mang lên. Đây là 500 lượng bạc, các ngươi cầm trước, đến lúc đó nếu là không đủ dùng, tùy thời lại tới tìm ta. Không, không cần. Nhanh cầm đi, đây là ta cùng lâm phóng một điểm tâm ý, Ngươi nếu là không thu, chúng ta trong đầu. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ các ngươi. Mạc Quyển Thanh không nghĩ muốn, càng không muốn nhờ ơn, không nghĩ tới phùng âm tụ dùng lực hướng trong ngực nàng tắt. Nghe nói nàng đánh lấy nàng cùng lâm phóng cờ hiệu, tình thế khó xử gặp, Mạc Quyển Thanh không lay chuyển được nàng, đành phải thu xuống dưới. Nhận lấy bạc, vốn cho là bọn họ sẽ đi, ai biết bọn hắn vẫn đợi đến bọn hắn thu thập xong hành lý ta đưa đưa các ngươi lâm thúc không cần ngươi còn có việc vụ phải bận rộn chúng ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi khá lắm cái này đưa xong bạc cùng một chút đệm chăn áo tử lại muốn đưa bọn hắn đoạn đường cũng không nhìn một chút phùng âm tụ đứng ở một bên trong mắt đều nhanh muốn bốc hỏa không đợi mà quyển thanh mở miệng lúc này Tôi hiểu đường trước đoạt tại đằng trước cự tuyệt hắn hảo ý. Ta thông thả. Đã thông thả, vậy liền đưa đến cửa thành đi. Lâm Thúc, nơi này cách chúng ta địa phương muốn đi còn có mấy ngày đâu. Lâm Phóng thật đúng là thành thật, không nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ sao, chính là không để ngươi đưa A, à, tô hiểu đường nâng tráng, tranh thủ thời gian lại trả lời một câu. Lần này, Lâm Phóng không biết nên như thế nào tìm kiếm lấy cớ, chỉ đành chịu nhẹ gật đầu đem bọn hắn một đoàn người đưa đến cửa thành bắc nhị cô nương ngươi nhìn bạch thành đồ vật lâm núi mặt phía bắc gần sông sông này tên là treo sông treo sông sâu ngàn mét có một tòa cầu sắt treo ở trên sông liên tiếp đến cửa thành không hổ là bắc địa khó khăn nhất công một tòa thành trì một con sông cùng hai ngọn núi hình thành không cách nào vượt qua lạch trời thật đẹp. Xe ngựa đi lại tại trên cầu, cúi đầu hướng xuống nhìn, nước sông bốc lên, vô cùng mênh mông, cảnh sắc tuyệt mỹ. Chỉ có điều nhìn thời gian lâu dài, sẽ để cho người nhịn không được sinh ra mê muội cảm giác, tô hiểu đường cảm khái một câu, nàng liền thu hồi ánh mắt. Qua cầu, ra khỏi cửa thành, đội ngũ tiếp tục hướng bắc hành đi, mà lâm phóng đứng ở cửa thành thật lâu, thẳng đến không nhìn thấy đội xe cái bóng, lúc này mới trở về trở về mẹ bọn hắn người đi rồi phùng âm tụ trước một bước từ khách sạn trở lại lâm phủ vừa trở lại mình trong viện chân sau tống vũ vi tìm đi qua đi cuối cùng là đi ta nhìn lâm thúc nhìn thấy chớ nương tử trợn cả mắt lên nương ngươi nói lâm thúc có thể hay không vì truy cầu chớ nương tử đem chúng ta một nhà cho đuổi đi a à? mẹ con bọn hắn ba người tại lâm gia ở nhiều năm như vậy lâm thúc bên người cũng chỉ có mẹ nàng một nữ nhân mẹ nàng một mực chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày lâm thúc không có khả năng không biết tâm ý của nàng nếu biết lại không hề bị lay động đó chính là trong đầu có người tống vũ vi vốn cho rằng đời này đều không gặp được lâm thúc người yêu không nghĩ tới ngay tại hôm qua bây giờ mạc quyển thanh quan nhân tô triết bị tô gia từ gia phả bên trong xóa tên nàng cùng tô triết hôn nhân quan hệ đã chỉ còn trên danh nghĩa nếu như lâm thúc đối mạc quyển thanh triển khai truy cầu khẳng định như vậy sẽ không để cho mẹ con bọn hắn ba người lưu tại lâm phủ vướng bận sẽ không người lâm thúc trọng tình trọng nghĩa tại chúng ta cùng mạc quyển thanh ở giữa hắn khẳng định chọn chúng ta cái này ngươi cứ yên tâm tốt chẳng qua để phòng vạn nhất chúng ta vẫn là lưu chút chuẩn bị ở sau tương đối tốt. Lâm Phóng làm người, Phùng Âm Tụ lại hiểu rõ có điều, hắn sẽ không vì Mạc Uyển Thanh, sẽ đem mẹ con bọn hắn ba người đuổi đi. Nhưng sự tình phát triển cuối cùng là khó mà dự liệu. Nghe nói cái kia tô nhị cô nương liền thái hậu người đều dám giết. Chúng ta nơi nào là bọn hắn đối thủ? Hôm qua phát sinh ở cửa thành sự tình, mặc dù Lâm Phóng đối nó tiến hành tin tức phong tỏa, nhưng nàng Tống Vũ Vi muốn nghe được đến, vẫn là dễ như trở bàn tay. Một cái không đem Thái Hậu để vào mắt người, đó chính là không có đem toàn bộ triều đình để vào mắt, bọn hắn không quyền không thế, nàng càng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Sự tình còn không có kết luận, ngươi chớ có vài người khác chí khí diệt uy phong mình. Lại nói, ai bảo ngươi đi cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nàng quan nhân cũng là mạch gia bộ hạ cũ, người nhà họ mặc đối đãi bộ hạ cũ luôn luôn không sai, nhớ tới tầng này quan hệ, bọn hắn ngày sau có thể nhiều cùng tô gia vãng lai. Nương nói đúng lắm, là nữ nhi ngu dốt. Ngươi không chỉ có ngu dốt, còn không biết thu liễm. Nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn ở bên ngoài gây phiền toái, ngươi làm sao chính là không nghe. Phùng âm tụ cùng Tống Vũ Vi nói, đột nhiên ngữ khí tăng thêm, răng dậy lên nàng đến, đánh tống vũ vi một cái trở tay không kịp. Ca ca nói cho ngươi. Phát sinh ngày hôm qua trên đường sự tình, bên người nàng tôi tớ khẳng định không dám cùng với nàng nương tố cáo, chỉ có tống đông dương. Chương 120, một cái hung hãn vô cùng, một cái cúi đầu không nói. Ngươi đừng quản là ai nói với ta, hôm qua sự tình, quả thực là ngươi không đúng. Kể từ hôm nay, phạt ngươi cấm túc nửa tháng bị một cái tên ăn mày va chạm mà thôi, chút chuyện nhỏ này thực sự không đáng so đo, huống chi còn là tại trên đường cái. Quả thực mất mặt xấu hổ. Nương. Nghe xong muốn bị cấm túc, Tống Vũ Vi lớn cỡ bàn tay gương mặt nhăn thành một đoàn. Dung mạo của nàng mỹ mạo, lại là tiểu gia bích ngọc vẻ đẹp, muốn duy trì loại này đẹp cần một mực bảo trì văn tĩnh mới nổi bật lên ra tới. Bây giờ tức giận ngược lại là có vẻ hơi thô bỉ. Phùng âm tụ liếc nàng liếc mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Được rồi, ngươi lại nháo, vậy liền cấm túc một tháng. Hừ. Thấy phùng âm tụ khó chơi, tấm lấy một gương mặt, tống vũ vi biết vô luận nàng nói thế nào, kết quả đều không thể thay đổi. Tức giận đến dậm chân, ngược lại bước ra rời đi. Rời đi bạch thành về sau, liếc nhìn lại, là vô biên vô hạn rừng rậm, xe ngựa đi lại tại điểm đầy lá rụng trên đường nhỏ, bầu không khí rất là kiềm chế. Triệu Lệ Quân tại trong xe kìm nén đến khó chịu, vén lên màn xe ra bên ngoài nhìn, bốn phía trừ cây rừng, vẫn là cây rừng. Lập tức liền phải đến mặt thành, cũng không biết sau khi tới, chỗ bọn họ sinh hoạt sẽ là cái gì quỷ bộ dáng. Cái thời tiết mắt toi này, lạnh quá a. À. Bây giờ mới trung tuần tháng 8, nhị tổ liền hét lớn hô lạnh, đợi đến mùa đông khắc nghiệt bên trong, sợ là càng chịu không được xuống dưới. Đến lúc đó, dọc nước thành băng, chúng ta còn muốn chạy đến bờ sông đục băng lấy nước hoáng giặt quần áo. Tô Hạo hôm nay cũng không biết trúng cái gì gió, nhất định phải cùng Tô Triệt cùng một chỗ đánh cờ, không cách nào nàng đành phải đến cùng Triệu Lệ Quân ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vương Nhã Tình nhất quán chướng bắt Triệu Lệ Quân, tới về sau, cũng liền qua loa chào hỏi một tiếng. Hiện tại nghe Triệu Lệ Quân phàn nàng, nàng mới chậm rãi mở miệng. Không tẩy có thể làm sao? Chẳng lẽ cả một cái mùa đông đều không thay y phục váy a. À? Triệu Lệ Quân chẳng qua là trong lòng phiền mới mở miệng phàn nàng, ai biết Vương Nhã Tình đột nhiên đến một câu, Triệu Lệ Quân luôn luôn ngu dốt, không nghe ra đến trong lời nói của nàng ý tứ. Liếc nàng liếc mắt trong đầu đã hiện ra nàng tại đầy trời đất tuyết bên trong giặc quần áo tràn cảnh không khỏi tức giận đến trắng chặt hàm răng không tẩy có thể để tôi tớ đi tẩy a à, những cái này xe ngựa đều là nhị cô nương mua trước đó tại bạch thành phùng nương tử đúc cho đại nương tử nhất quốc bạc ngươi cũng không phải không thấy được cho nên nhị cô nương hiện tại trong tay khẳng định có không ít bạc thấy triệu lệ quân ngu xuẩn đến liền lời nàng nói bên trong ý tứ đều đoán không được Vương Nhã Tình càng chướng mắt nàng, yên lặng lật một cái liếc mắt, đem lời trực tiếp cho chỉ ra. Ngươi là muốn cho ta đi tìm Tô Hiểu Đường, để nàng xuất tiền mua một chút tôi tớ. Vương Nhã Tình đem lời nói đến đây cái phân thượng, Triệu Lệ Quân cuối cùng là nghe rõ, một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô ý thức tức cao giọng. Nghe vậy, Vương Nhã Tình hướng nàng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không sai, nàng chính là ý tứ này bắc địa nghèo nàng đợi đến địa phương nàng cũng không muốn qua không có thị nữ gã sai vặt phục vụ thời gian mà nàng muốn để tôi hiểu đường mua một chút tôi tớ cũng không dám cùng với nàng đi nói liền giật dây lấy triệu lệ quân đi náo ngươi làm sao không đi nhìn thấy vương nhã tình gật đầu triệu lệ quân nháy mắt liền biến mặt lạnh lùng nhìn về phía nàng đè ép tiếng nói chất vấn lên tôi hiểu đường hiện tại chính là một tôn sát thần Nàng là muốn tìm cái chết đi cùng nàng sách chuyện này. Ta. À, Vương Nhã Tình nguyên lai tưởng rằng Triệu Lệ Quân nghe nàng về sau sẽ đem việc này ghi ở trong lòng, tìm cơ hội cùng Tô Hiểu Đường. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Triệu Lệ Quân quay đầu liền chất vấn nàng, lần này hỏi, hỏi nàng không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Nhị cô nương, nhị nương tử cùng tam nương tử đánh lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh tôi hiểu đường trước kia liền bao lấy tấm thảm một bên nằm một bên thích ý ăn tươi mới trái cây được không tự tại chính thảnh thơi thảnh thơi ở ngoài thùng xe mặc đột nhiên vang lên tống minh viễn thanh âm triệu lệ quân cùng vương nhã tình đánh lên rồi có ý tứ tôi hiểu đường nhanh chóng thu hồi trong xe ăn uống cùng mặc viễn thanh liếc nhau liền liền cùng một chỗ xuống xe ngựa đợi cho vòng qua xe ngựa về sau đi đến Tô Hiểu Đường liền thấy tại ước sủng trên mặt đất xoay đánh thành một đoàn hai người. Hai người đánh cho bất phân cao thấp, ngươi dắt ta tóc, ta cào mặt của ngươi. Tô Triệt cùng Tô Hạo ở một bên can ngăn, kết quả cũng bị cào đến mấy lần. Quang Sơn, đem các nàng cho kéo ra. Tô Hiểu Đường đối triệu lệ quân cùng Vương Nhã Tình đều rất có không thích. Nếu là đặt tại ngày xưa, nàng khẳng định sẽ đứng ở một bên xem náo nhiệt nhưng bây giờ nàng quản gia, cả một nhà người đều nhìn xem đâu, nàng đã đến, không thể không quản lý việc này. Nàng mới mở miệng, quan sơn mang theo người đỡ lên cưỡi tại vương nhã tình trên người triệu lệ quân. Ngươi cái này, ngươi chết không yên lành. Triệu lệ quân mỗi lần bị kéo ra, vẫn như cũ không phục, dương nanh múa vuốt cắn răng mắng vương nhã tình. Mà vương nhã tình thì ngồi liệt trên mặt đất, vĩ khuất rơi suy nghĩ nước mắt nhất động nhất tỉnh. Một cái hung hãn vô cùng, một cái cúi đầu không nói. Cảnh tượng như vậy, người bên ngoài xem xét, lập tức liền đem tâm khuynh hướng vương nhã tình. Nương tử, ngươi không sao chứ? Nhìn qua vương nhã tình bị khi dễ không kêu một tiếng, tô hạo đau lòng không thôi, mau tới tiếng đến an ủi, nhẹ giọng thì thầm. Đối đại hắn cái này kế vợ, tô hạo vẫn là rất thích, dù sao những năm này, nàng vì trong nhà nhọc lòng lao lực, cống hiến không ít. Để quan nhân lo lắng, ta không sao. Thấy Tô Hạo tiến lên, Vương Nhã Tình nhanh chóng sát hai thanh nước mắt, hút lấy nước mũi, giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, lắc đầu. Rõ ràng bị ủy khuất, còn lớn như vậy độ, xem xét chính là nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng nàng càng như vậy, Tô Hạo càng buồn bực, cắn răng, gương mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Triệu Lệ Quân, nhị tẩu không biết nhã tình là thế nào đắc tội ngươi ngươi đối nàng xuống tay nặng như vậy ngươi nhìn nàng mặt đều bị ngươi cho cầm ra máu chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao ngươi tính cái rễ hành nào để ta cho ngươi cái bàn giao lão tam đầu óc ngươi hồ đồ vẫn là bị mở heo làm tâm trí mê muội cô hạo học được bản sự dám quát lớn nàng cái này nhị tẩu Triệu lệ quân khoét hắn liếc mắt, mảy may không có để hắn vào trong mắt, bóp lấy eo, mặt mũi tràn đầy kinh thường. Ta liền không tin, ta hôm nay không cho ngươi bàn giao, ngươi còn dám làm gì ta? Ngươi! Triệu lệ quân luôn luôn không nói đạo lý quen, trước kia chính là như thế, hiện tại là một điểm không có biến. Biết nàng sẽ hung hăng càng quấy, tô hạo tức giận đến nghiến nghiến răng, đành phải hướng phía tô hiểu đường cầu cứu một cái trưởng bối hướng mình vãn bối cầu cứu, Tô Hạo thực sự mất hết mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Tô Gia là nàng quản gia. Tại tộc trưởng không nhúng tay vào tình huống dưới, lời nàng nói lớn nhất quyền uy, huống chi, hiện tại trong đội ngũ tất cả đều là nàng người. Hiểu đường, cái này sự tình ngươi nhưng phải thật tốt quản quản. Tam thúc yên tâm, luận sự, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt đối không giấu nửa điểm tư tâm không bằng trước hết từ vương nương tử nói một chút tình huống lúc đó đi vương nhã tình dựa vào cái gì thượng vị tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nàng một câu vương nương tử để đám người bắt đầu thì thầm với nhau lên